Anh ghi cáp được không anh? Dạ. Ghi cáp được không? Thì hỏi em chia sẻ cho anh hỏi không? Hello mấy chị nha. Cũng gần một tuần quá mấy chị, gần một tuần rồi mới là gặp lại em đó. Mấy chị ơi chia sẻ like giúp em nha để săn hàng bơm đầu like mấy chị ơi. Mấy chị do là cái đơn á. Cái đơn nó bị trục trặc á mấy chị, có nghĩa là em đi chơi đi. Rồi kiểu như là nó không chịu vô lấy hàng mấy chị, nó toàn hẹn thôi không lấy hàng mấy chị. Rồi cũng không có, nó cũng không phân bổ ai mà đến lấy hết mấy chị ơi, nên là em về hết, em về luôn mấy, nên là em đi chơi lại phải tranh thủ em về trước luôn mấy chị, có nghĩa là em chưa đi chơi đại, chưa đi hai đêm thôi là em đã về rồi mấy chị. Tại vì hàng chưa có đi hết, chưa có đi kịp á mấy chị, hàng chưa có đi kịp luôn mà nó không vô lấy hàng mình em. Nên bây giờ em gửi qua giao hàng nhanh lại nha mấy chị nha, em gửi qua giao hàng nhanh nha, nên là mấy chị nào mà có bên em mà giao hàng tới mấy chị. Mấy chị kiểm tra hàng rồi nhận giúp em cho mấy chị nha. Rồi. Để săn hàng đầu like để mấy chị ở mấy chị chia sẻ giúp em nha, để săn hàng đầu like bơm 29 bơm 29.000 nha mấy chị nha. Đó là em giao bên hàng nhanh lại mấy chị, đó bên giao hàng nhanh lại mấy chị, là cái đơn kỳ này nó hơi chậm một chút nha mấy chị nha, nên mấy chị thông cảm giúp em nha, chứ em cũng muốn đâu mấy chị. Em đi chơi mấy chị thấy em đi chơi có 2.000 em đã về lại luôn á, thì không ai vô nhà em lấy đơn hết nữa mấy chị. Rồi chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha, mấy chị chia sẻ like giùm em cho em một lúc chia sẻ nha mấy chị nha, để săn hàng 20 ôi mấy chị ơi. Ủa sao đâu có lơ ngăn hoàng về vậy anh? Lơ ngăn khác mà anh biết không? Lơ ngăn nào? Ở Vũng Tàu rồi, cái bà bữa em ăn cá cho bà. Lơi ngang hôm nay mà. Cái gì Trần Ngân, cổng này là lơi, bà lơi ngang mà. Bà biết đâu, đến đây, này. Rồi đây. Ôi, chia sẻ like giúp em nha mấy chị nha. Ôi, có hổng 25kg chị, cho đây này là sai nhí thôi chị. Tại vì... Trần Ngân mà kêu... Không, không phải nha, cô lơi ngang, Trần Ngân sửa rồi, cổng này lơi ngang lấy nè, lơi ngang là sao tiện hoàng về với trời. Bà biết đâu. Rồi mấy chị ơi, cảm ơn mấy chị chấm chia sẻ like giúp em nha mấy chị nha. Em thấy chị Nhi Lâm chia sẻ, mấy chị ơi chia sẻ like giúp em. Tại mấy chị chắc chia sẻ like nó hiển thị logo và chia sẻ. Và săn hàng 29.000 giúp em nha mấy chị nha. Săn hàng 29.000, nói chung là trong này em không biết có gì hết. Nói chung là hàng mắc hàng rẻ vậy em vẫn sale mấy chị 29.000 nha. Nên mấy chị chỉ có chia sẻ like giúp em. Đó là cái đó là em nói thật. À, bà thấy ngô quá, ơ sao kỳ này đơn huyền hàng về nhiều quá ta. Rồi chị, mấy chị ơi chia sẻ like giúp em nha mấy chị nha, chia sẻ like giùm em. Rồi. Có tay dài bé gái 12kg nha chị ơi. Có mấy chị ơi, tay dạng bé gái 12kg có rồi mấy chị ơi, lên hàng nha mấy chị nha, lên hàng. Rồi có logo mà chia sẻ giúp em mấy chị nha. Rồi size là 8kg vừa nha mấy chị nha, mã hồng. Mấy chị comment mã hồng giùm em nha, 8kg vừa, 8 đến 9kg vừa nha, hồng giùm em 29.000 nha, 8kg vừa hồng 29.000.
lên giùm em mã hồng 29.000 nha mấy chị nha. Đó là em không biết coi chung đi hết nhưng cái gì em cũng xem 29.000 đây, 89kg vừa nha, hồng 29.000, chốt em mã hồng nha, hồng 29 có logo chia sẻ giúp em nha, nên là mấy chị chia sẻ like giúp em mấy chị, hồng 29. Không, cho chị Bảo Ngọc, chị Bảo Ngọc lên số thoại em đó chị ơi. Ờ, size này 14-15kg vừa cho em nha, 14-15kg vừa, mã này mã mèo cho em 29.000 luôn, mã mèo 29. Có logo chia sẻ giúp em đi mấy chị nha, nên mấy chị là cho dù mấy chị comment trước mấy chị không chia sẻ thì nó cũng em cũng chốt cho mấy chị ưu tiên có nút chia sẻ mấy chị, tại vì săn hàng sale là em lã lỗ rồi nên là chỉ cần mấy chị chia sẻ giúp em thôi nha. 14-15kg vừa nha, mèo 29.000 giùm em luôn, mã mèo 14-15kg vừa mấy chị, mèo 29. Chỗ em mã mèo 29 nha mấy chị nha, mèo 29. Mèo 29. Dầu size này là 7 nha mấy chị nha, 7kg vừa thoa tím. Tím 19.000 luôn, chốt em tím 19.000 mấy chị nha. 7kg vừa, em 6-7kg vừa thôi nha. 6-7kg vừa giùm em nha, tím 19.000, mã tím 19 luôn. Chốt em tím 19. Rồi cái này cũng là 6-7kg vừa luôn nha. Xanh 29.000, mã xanh 29 luôn mấy chị, mấy tình yêu ơi. Xanh 29 giùm em nha mấy chị nha. Đây nè, bộ đồ tiểu thư cưng luôn mấy chị. Đây là 6-7kg vừa thôi nha. Giờ xanh 29.000 cho em luôn, mã xanh 29.000. Xanh 29. Xanh 29. Đồ cặp cho bao nhiêu vậy chị? Ở cái em có xem như à, cái này trang gái nè. Cà vô á, cà vô cái nó. Tắt cái đó tắt đi nha chị nha. Có tắt đi nha. Rồi size này 15-16kg vừa luôn. Chốt em mã này mã mã số 6 với chị nha. Cái 29.000 nha chị ơi. Mã số 6 29.000 giùm em với chị nha. Mã 6 luôn 29.000. 15-16kg vừa nha. Mã 6 29.000. Chốt em mã số 6 luôn 29.000. Bộ ngố. Cái đó mua riêng được chị, mua riêng được nha. Chốt phải bán cặp này em treo á. Rồi, cái đầm này size 11-12kg vừa cho em nha. Mon luôn, mon 29.000 luôn. 11-12kg vừa nha. Mon 29.000, 11-13kg vừa đó mấy chị. Mã số 6 là gì? Mã 6 là 29.000. Ừ. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Mã mon 29 mấy chị nha, cho em mon. Cà chua, cà chua. Cho em mon 29 luôn. Mấy chị ơi, đi chơi á mấy chị. Nhiều phim lắm mấy chị, ghen ngộ lắm. Có logo chia sẻ mấy chị ơi. Có khách 29 mã mon 29k. Có mấy chị ơi, có khách quen khách cũ thì cũng vậy mấy chị, lộn xộn đó mấy chị ơi. Đơn trước thì mấy chị nhận này nọ thì em cũng đi rồi, đơn này mấy chị không nhận nó mới là mấy chị chốt chắc giúp em nha. Ừ được thì ok, không thì đó ừ em có công việc hay em có gì đó mấy chị không sao hết đấy. Đó đi xong dầu là không nhận. Rồi size này 14 nha, 14-15kg vừa, dây 29.000 luôn. 14-15kg vừa nha, chốt em dây 29.000, mã dây 29. 14-15kg vừa, dây 29 giùm em luôn, mã dây. Mon 29 thì Dũng Bình có nha chị ơi. Dây 29 giùm em, dây 29. Rồi size này 8-10kg vừa nha, chốt em mã vịt 29.000 luôn, vịt 29. 8-9kg vừa nha, 8-9kg vừa, hàng 3 đôi luôn đó mấy chị. Vịt 29 giùm em, mã vịt 29 luôn. Tại cùng một cục của mấy chị là sai nhí thôi. Đây mấy chị chịu khó. Gió dây 29 màu hồng á. Đây nè, màu hồng. Nhờ màu hồng, màu hồng. Vịt 29 mấy chị nhớ, hàng 3D bạn bán 29.000 mấy chị thấy chưa. Rồi size này 13-14kg vừa cho em nha. Chốt em mã này mã chị lon lên nha. Chốt em mã này mã ngựa 29.000 luôn mấy chị ơi. Ngựa 29 giùm em nha đây. Size 13-14kg vừa nha. Xe ô tí mấy chị follow chia sẻ mấy chị ơi. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ like nó có sẽ hiển thị logo chia sẻ mấy chị. Chia sẻ công khai mới là. Đúng rồi, chia sẻ mấy chị chia sẻ like nó không có mắc mát gì mấy chị. Đó là được săn hàng, ở thay vì người ta chia sẻ like người ta sẽ được mua hàng trước mấy chị ở đây nè chị. Rồi chốt em mã này mã ngựa mấy chị nha, ngựa luôn 13-14kg vừa, ngựa 29.000, chốt em mã ngựa luôn, ngựa 29.
đó có gì sale hết. Ngựa 29 giờ hàng hàng 3D nha mấy chị nha. Đây em còn bán 69.000 nè mấy chị, em còn bán 69.000 nha mấy chị nha. Rồi hai bộ size này là 19 đến 21 ký vừa nha. Vậy hắc lại gì mấy chị, mã gì mã hắc vậy? Em còn mã ngựa mấy chị nha, mã ngựa mã vịt. Rồi mã này mấy chị ơi, size này 19 đến 21 ký vừa cho em chốt. Em mã này mã chuột 49.000, mã chuột 49. Chuột 49 giùm em nha, 19 đến 21 ký vừa nha, đó hàng 3D luôn đó mấy chị. Giờ 49.000. Ai chốt chuột lên chuột giùm em 49.000 nha mấy chị nha, đó rẻ hơn bình thường 20.000. Rồi 19 đến 21 ký vừa luôn, chốt em mã này mã cô gái nha mấy chị nha, mã cô gái giùm em 49.000 luôn. Ai chốt cô gái lên em cô gái nha, cái quần này mấy chị. Rồi trước nè, ngoài sau in hai mặt cho em luôn, rồi cái quần trái dâu. Rồi ai chốt cô gái lên cô gái giùm em nha, size 19 đến 21 ký vừa nha. Mấy cái bơ thì 65.000 chị nha, có size 8 đến 14 ký vừa giùm em. Còn này size dí thôi. Rồi size này 8 ký vừa mấy chị nha, 8 đến 10. Cô gái. Cô gái 49.000 luôn. Cô gái cho chị cà chua. 8 đến 10 kg vừa cho em mấy chị nha. 8 đến 10 kg vừa. 8 đến 10. 49.000 luôn. 8 đến 9 kg vừa, 8 kg vừa cho em mấy chị nha. Hồng 29.000. Hồng 29.000 giùm em mấy chị nha. 8 kg vừa, 8 đến 9 kg vừa nha. Hồng 29 luôn. Ai chốt hồng lên hồng giùm em 29.000 mã hồng. Hồng 29. Đầm treo ngoài sao có chơi con. Không mấy chị, ở ngoài sao ta có xe nhí thôi mấy chị, không cảm giúp em nha. Tại hàng ngày sau là hàng thiết kế đó chứ có xe nhí thôi mấy chị. Rồi 8 ký vừa mấy chị nha, 8 ký vừa cho em lá luôn, lá 29.000. 8 ký vừa nha, tay ngắn quần dài luôn mấy chị ơi, 29.000 mã lá 29.000 giùm em nha. Tay cục đây cục nhỏ thôi. Lá nha, lá 29.000 giùm em luôn mã lá. Tay xe nhí thôi mấy chị. Lá 29. Rồi gấu luôn, gấu. Gấu 29.000 mấy chị nha, 8 đến 9 ký vừa nha, gấu 29. Chốt gấu 29 giùm em luôn nha, gấu 29.000 mã gấu. Mã lá. Lá 29.000. Lá là chị Bảo Ngọc. Gấu mấy chị nha, gấu giùm em luôn, gấu 29.000 luôn, 8 ký vừa, gấu 29.000. Rồi size này 8, size này 10 nha. 10, 12 kg vừa cho em nha mấy chị nha, mã dương luôn. Gấu 29. Gấu 29 chị cho XB. 10, 12 kg vừa giùm em nha, 10, 12 kg vừa cho em, mã này mã dương 29.000 luôn, dương 29 nha. Dương 29 giùm em mấy chị ơi, con trai con gái mặc được nha, bộ thể thao bóng chày á. Dương 29.000, 10, 12 kg vừa dương 29. Dương 29 mấy chị ơi. Rồi cái này là 6 đến 7 kg vừa cho em, mã này mã xanh 29.000. Xanh 29 với chị nha, đây xanh nè, xanh 29 giùm em luôn. Chị Dương Thị Thanh Linh lên số hỏi cho em không chị ơi. Dương chị là Phạm Thị Thanh Linh chứ. Xanh nha, xanh cho em nha, 6 7 kg vừa thôi, xanh 29.000 mã xanh 29. Chốt cho chị đổ thì em tiếp có chia sẻ luôn nha. Ai có lô quên sẻ thì ưu tiên với chị ơi. Size này 19 20 kg vừa nha. Dương 29 cho chị đổi thì ánh tiếp. Size này 19 20 kg vừa cho em mấy chị ơi, chốt em mã này mã đáp đi. Con gái là 7 kg luôn chị ơi. Đáp nha, đáp giùm em có mấy chị, đáp nha mấy chị nha. Chốt em mã này mã đáp giùm em luôn, đáp 39.000 luôn đi mấy chị ơi. Ừ, đẹp lắm luôn mấy chị, bộ này vải xuân lắm luôn á. 19 20 kg vừa nha, quần là quần có túi luôn mấy chị, đáp nha 39.000, chốt em mã đáp luôn 39.000, mã đáp. Đáp nha, đáp giùm em 39.000 mã đáp. Nói cậu Nguyễn Mã mua quá chẳng mua, ủa nhiêu ta sao em kêu cậu ta. 15-16 kg vừa cho em buôn ma 29.000. 15-16 kg vừa nha, chốt em buôn ma nha mấy chị nha. 15-16 kg vừa chốt em buôn ma nha, buôn ma 29.000 luôn. Mấy thương online, chú mấy thương, chưa chích tiền. Đáp
Đá 39 luôn. Đá cho chị đổ thì anh tiếp. Buôn ma 29 luôn đi mấy chị ơi, 15 rồi. Phương kêu chị tiền nha Phương ơi. Đây nè mấy chị, cái áo này áo khoác của mẹ nha mấy chị nha. Áo khoác của mẹ Phương này là dưới 70kg vừa cho em luôn, nó dày lắm mấy chị em nói thật. Cái này ha, ship là cũng phải là hơn nữa, gần 1kg của em á mấy chị. Đây nè. Rồi em xem trên like cho chị nào có đơn nha mấy chị nha. Đây áo này em mới học luôn á mấy chị, mua về em mới thật á. Mua ma 29 nè. Mua ma cho chị mâm mèo. Mua ma cho chị mâm mèo. Này không à. Ờ mua ma lắm nè. Đây nè mấy chị coi nè mấy chị, tất cả cái hình này là thêu em phơm này là dưới 70kg là buồn nha mấy chị nha đó. Đây tem mát nè mấy chị. Đây nè. Cái phơm nó đã lắm, cái này nặng gần 1kg đó mấy chị. Rồi sale cho chị nào nha đó, 59.000 luôn. Giờ ai lấy khoác đi, khoác đi giùm em 59.000. Em mới thật luôn, ngoài shop nó không bán dưới 300.000 đâu mấy chị. Em cam đoan với mấy chị luôn ở đây nè. Đẹp lắm luôn á. Trai gái được mặc được nha. Rồi khoác riêng giùm em mấy chị nha, 59.000 khoác riêng. Trời mua cái đúng lời luôn mấy chị. Em mà em là bự là em cũng lấy mạo mấy chị. Tại vì em nhỏ xíu rồi, em nhỏ xíu xíu rồi. Rồi mua ma cho em nha. Ơ lộn, khoác riêng mấy chị nha, 59.000. Rồi size này 15-16kg vừa, chốt em mã lá 29.000 luôn. 16-17kg vừa mấy chị ơi. 16-17kg vừa nha, chốt em lá nha. 16-17kg vừa lá 29.000, chốt em mã lá luôn. 16-17kg vừa lá 29.000. Mã lá. Lá 29 mấy chị nha, chốt em lá 29. Size này là 35-40kg vừa nha, chốt em mã này mã chuột luôn. 35-40kg vừa nha, chuột giùm em mấy chị nha, chuột 69.000 đây nè. Chuột nha. Chuột hả? Sao nó nhảy lên đây. 359 nè. Đây nè. 359 cho chị Diễm Quỳnh. Ừ, cho mấy chị nào có đơn thì cái áo khoác này em phải bán cho chị nào có đơn á, thì là chị nào thật sự lấy á thì em mới bán, thì sợ em bán xe quá rẻ cho mấy chị. Đây là chị nào đừng có bơm em nữa nha mấy chị nha, đó quá rẻ thật sự luôn á mấy chị. Có 59.000 thôi, không tin luôn, cái 59 thì chắc đã mua được cái tay cái áo khoác á. Nên là chốt cho chị nào khách quen nha anh, chốt cho chị nào có ấy đi. Ừ, chốt cho chị nào có khách quen á. Rồi mấy chị ơi, chốt em mã này mã chuột. Lá 29. Chuột giùm em mấy chị nha, chuột luôn. Lá 29 thì chị Minh Anh. Chuột, có gì Minh Anh nữa? Như là Nguyễn Minh Anh. À vậy hả, trời ơi mấy em xả cái cục kia của chị Nguyễn Minh Anh đó, chị Nguyễn Minh Anh. Đây mấy chị Minh Anh em hết hồn luôn thiệt luôn á chị. Mua cũng nhiều lắm, em không biết sao mày không kêu cọc, em cũng không hiểu nữa. Rồi chốt em mã này nha mấy chị nha. Size này 35-40kg vừa nha. Hàng 3D cao cấp của em nha. Đây cái quần này mấy chị. Rồi 69.000, ai chốt chuột lên chuột giùm em nha. 69.000 luôn chuột. Chuột 69. Mã chuột. Còn có đồ có một cái chuột cho chị Lon Lê. Cho chị Lon Lê 69.000. Rồi mon này mấy chị ơi, mon nha, mon cho em luôn, mon 59.000 luôn. Mon mấy chị ơi, size này là 10 giờ. Size này là 10kg vừa cho em nha. Mã 59 là gì ạ? Mon 59, 59 là khoác đó, hết rồi. Chị biết gì đi. Hết rồi chị biết gì đi thôi. Mon cho em mấy chị nha, size này 10kg vừa cho em nha. Đây size này 10kg vừa nha mon. Ai chốt mon lên mon giùm em luôn. Sale 55.000 luôn mấy chị ơi. 55.000 mon nha cái quần nè. Cưng quá cưng luôn. Rồi ai chốt mon lên mon size 10kg vừa nha mon. 59.000 mã mon. Giờ size này 10, 19 mon mấy chị nha. Vậy 55.000. Mon cho chị cà chua 19 mấy chị nha, 19-21kg vừa. Chốt em mã này mã chuột luôn, là cái quần này mấy chị đẹp chưa. Mã này mã số 9 đi mấy chị ơi. Mã số 9 giùm em nha, size 19-21kg vừa nha. Mã chị Diễm Quỳnh rồi chị, chốt cho chị Diễm Quỳnh nha chị ơi. Mã số 9. Cái đó bên bán mấy chị mang nhiều quá, cao lắm mấy chị, mà hôm nay sale. Rồi mã này rồi mấy chị ơi, chốt em mã này nha. Mã số 9 giùm em luôn. Mã số 9 giùm em size 19-21kg vừa, mã số 9 mấy chị nha, 59.000 mã số 9. Mã số 9. Rồi size này là 8-10kg vừa, chốt em vịt luôn em mấy chị ơi, vịt nha, vịt 39.000, hàng 3 đôi luôn mấy chị, hàng thun ba lỗ 3 đôi đẹp chưa?
Size 8 nó 9kg vừa nha, chúng em mệt không? Có chị ơi, Phát Duyên có con cái rồi, chốt cho chị ơi, Diễm Bình rồi chị ơi. Mệt 39 mấy chị ơi, thông cảm giùm em, cái đó có con cái rồi mấy chị. Mệt 39 giùm em mấy chị nha, chốt em mệt 39 luôn, mệt 39. Mệt 39. Rồi size này 14-15kg vừa, cho em mèo 29 mấy chị nha, mèo 29 giùm em luôn. Mèo 29 mấy chị nha, mèo 29 14-15kg vừa ngoài sau nè mấy chị. Hàng bãi đẹp lắm luôn, đó là hàng thun lạnh đó mấy chị. Mèo 29. Cho em mèo nha mấy chị nha, mèo. Rồi. Ô lớn. Giờ đầu la xe cái ổ đi cho mấy chị coi. Cái đầm này hồi bữa em bán có màu đỏ đó mấy chị, hôm nay em có màu hồng nha. Rồi xem với tình yêu luôn. Đây form này là đến 15kg vừa cho em nha. Ngoài sau có dây kéo luôn mấy chị ơi, đầm công chúa 49.000. Size từ 8 đến 15kg vừa nha. Ai chốt hồng lên hồng giùm em nha mấy chị, đẹp chưa. Ngoài sau có dây kéo hàng xịn sò lắm luôn mấy chị coi nè, 49.000 mấy chị nha. Đây xe cho mấy chị 49.000 nha. Ai chốt váy lên váy giúp em nha, 49.000 luôn váy. Đẹp quá mấy chị. Váy giùm em nha, hoặc là hồng cũng được. Nói chung là nó nhiều lớp lắm mấy chị coi nè. Ó 49.000 mà quá trời lớp luôn. Đẹp lắm luôn, thật sự luôn mấy chị. Nhìn cái hàng đó chị biết hàng xịn, tay là tay bo nè mấy chị. Tay là tay bo giùm em luôn nha. Rồi ai chốt váy lên váy giùm em nha. Size từ 8 đến 15kg vừa 49.000. Ủa mấy chị hỏi em màu hồng, em không tìm không thấy màu hồng á. Bên em á thấy màu hồng nè. Váy nha mấy chị nha, 49.000 nha. Size từ 8 đến 15kg vừa giùm em nha, 49.000 luôn. Rồi còn mấy bộ ngựa này em sale mấy chị luôn. Ngựa nha mấy chị nha, ngựa nha, ai chốt ngựa lên ngựa nha. Ngựa, ai lấy ngựa lên ngựa nha mấy chị nha. Em còn vài bộ sale mấy chị luôn, 29.000. Em còn size này là 14-15kg nè mấy chị, 14-15. 26-28. 26-28 với lại 15-16. 24-25kg vừa. Rồi ai chốt ngựa lên ngựa mấy chị nha, 29.000 mã ngựa. 29.000 mã ngựa kèm số ký giùm em nha, ngựa. Ngựa em còn 14-16 với lại 24 nha, 24-28kg vừa. Rồi ai chốt ngựa lên ngựa cho mấy chị nha. Đây 29.000 mấy chị, em còn vài bộ thôi, còn 4 bộ quá. Rồi ai chốt ngựa lên ngựa giùm em mấy chị nha. Ngựa 29.000 luôn, ngựa kẹp số ký giùm em nha. Đây ngoài sau nè mấy chị. Đó. Phối cái quần. Chị nào chốt bảo ngựa lên em ngựa nha, ngựa kẹp số ký luôn. 24kg. Có 24kg. Ngựa 29 24kg là chị Minh Anh. Vậy. 29kg là 24kg hả? 24. Ờ ờ. Cái 29 cao mà đúng không? À ờ, chào làm tính. 29.000 mấy chị nha, em còn vài bộ thôi. Em còn size 14-16 nha, với lại 26-28kg vừa nha, 29.000. Rồi cái váy này mấy chị ơi. Cái váy này size này 13-10. 24 cũng đây nè. Nè. 24kg là chị Bảo Ngọc. 29.000 nha mấy chị, bây giờ em sale rẻ lắm luôn đó mấy chị, đừng có mấy chị đừng có Dạ. 26. Ủa, chị lấy cái gì là 26kg đi. Đây mấy chị ơi, cái đầm này quá đẹp thật sự luôn á. Cái đầm này size này 12 nha. Trời chị buông tay gửi, chị ơi, lại gửi lại bên cho hàng nhanh. Đúng đó, rồi, chị. Đúng rồi, mấy chị thông cảm giúp em nha mấy chị nha. Nãy giờ lên. Bên em gửi cho hàng tiết kiệm nó không nhận hàng. Hôm nay hôm qua là em đi hàng là hôm nay cũng hình như là có mấy khách nhận được rồi mấy chị. Mấy chị thông cảm giúp em nha, hay là nếu hôm nay mấy chị không nhận được chắc mai nhận được, mấy chị thông cảm giúp em cũng muốn đâu mấy chị. Bên giao hàng thì cực kỳ dễ thương, xử lý đơn hàng cũng dễ thương cực kỳ luôn mấy chị. Nhưng mà gặp cái thằng giao hàng lấy hàng á mấy chị, nó âm minh lắm mấy chị. Cái thời gian mà em cần nó điện nó không điện mấy chị, nó tàn điện lụng cái giờ em tắm luôn á mấy chị. Vậy nó điện không à. Váy. Váy em chưa nói giá luôn á. Váy chị Mai Sơn. Chưa, chị Mai Sơn em chưa, từ từ em. Tại đó chị mua tay mới gửi hôm qua, trời ơi. Cái váy này size này là 13-14kg vừa, chị Mai Sơn 13-14kg vừa, chị Mai Sơn ơi. 59.000 nha, chốt váy lên váy giùm em luôn đây nè. Tại thằng nhà hàng nó vô lấy hàng chị ơi.
Thật sự luôn á mấy chị, em đi chơi có 2 hôm nãy phải về liền luôn á. Em về mà là chưa nắng rồi coi em đó. Rồi ai chút váy ra váy nha, size này 12-14kg vừa giùm em mấy chị nha, đẹp lắm luôn. Thật sự em nó muốn đi hàng chậm luôn chị ơi. Thật sự luôn á mấy chị, em bực lắm luôn á mấy chị. Nó em báo cáo luôn chứ. Nó giỡn mặt lắm mấy chị ơi. Em báo cáo lên hệ thống á mấy chị đó, nói chuyện như là cha người ta vậy mấy chị. Điện thoại cho em, nó gặp bộ nó nói chuyện ở ngoài lời, bộ nó gọi nó nói sao em. Nói gì cũng cãi, nó nói vậy mấy chị, mấy chị thấy không? Mà trong khi đó nó hay gì đó, nó xuống lấy hàng thì nó nói với mấy chị để em ấy, nó không có nói mấy chị đó là nó không xuống vô, xong em mới đi về nhà mẹ em, xong nó xuống lấy hàng đó mấy chị thấy chưa. Nó giỡn mặt đó mấy chị, nó giỡn mặt với em lắm thật sự luôn á, em không hiểu quỷ nó sao nữa mấy chị. Rồi ai cho váy lên váy giùm em 59.000 mấy chị nha, size này 12-14kg vừa giùm em nha mấy chị nha, váy 59.000 đẹp quá luôn. Đây nè, cưng lắm luôn mấy chị, thì xịn luôn. Ngoài sao có dây kéo giùm em mấy chị nha, ngoài sao có dây kéo cái váy nè. Rồi ai chốt váy lên váy giúp em nha, váy. Rồi em lên mã lấy thì chị Mai Xuân cho lấy rồi. Dạ hai chị Mai Xuân lấy cái váy á, 59.000 cho chị Mai Xuân luôn đi. Rồi lên mã mấy chị ơi, lên mã mấy chị ơi, em có mấy cái bộ này hôm nay sale mấy chị luôn nè. Nó là chất lụa nhưng mà em về được cái này do cái xưởng nó bỏ mấy chị, nhưng mà nó cực kỳ đẹp, em nói thật luôn. Em sale mấy chị nha, nói thật là em sale mấy chị đúng 39.000 đó, chị nào được thì ok hốt mấy chị nha. Đây nè, em nói thiệt chưa bao giờ em bán bộ đồ em thấy nó đẹp mà nó rẻ như luôn. Đây nè mấy chị, em bán cho mấy chị nha, đây cưng chưa, 39.000 bộ lụa này. Vải lụa mà em nói thì mấy chị, lụa cao cấp á mấy chị, thật sự luôn á, nó còn xịn hơn cái bộ lụa mà em mặc ở nhà luôn á. Đây cưng chưa mấy chị, 39.000 bộ lụa này nha. Size này là từ 24-25kg vừa cho em mấy chị nha, 24-25kg vừa nha mấy chị nha. Đây không có đọng 12kg đi tiền chị ơi, có hồi nãy mới lên á. Đây là chị có đó, cái đầm bóp bari thì chị đi tiền cũng được nè, có nhiều hàng á. Đây cái bé công chúa này nè, bé công chúa mấy chị nha, đây 49.000, em có size từ 8-15kg vừa mấy chị nha, 49.000. Ai lấy váy hồng lên váy hồng kèm số ký giúp em, đẹp lắm mấy chị, thật sự nhìn cái chất vải mấy chị biết xịn liền rồi. Rồi qua mã mấy chị ơi, mã này mã lụa giùm em nha, lụa nha. Đây lụa size này là 24 nha, 24-26kg vừa cho em, 24-26kg vừa mấy chị nha. Đây lụa, ai chốt lụa lên lụa nha. Em có màu này là màu hồng nè mấy chị, màu hồng là em đang cầm nha, màu vàng 39.000. Ó kiểu y chang vậy luôn mấy chị, nhưng mà chỉ khác cái màu thôi, cũng là hình con gấu này luôn nè mấy chị cưng không. Rồi ai chốt lụa lên lụa giùm em nha, size 24-25kg vừa nha, 39.000 mã lụa. Lụa nha, em có màu hồng, màu hồng, màu đỏ mấy chị nha, màu hồng, màu đỏ, màu xanh dương, màu vàng nha. Rồi ai chốt lụa lên lụa em 39.000 luôn. Màu đỏ nè mấy chị, màu đỏ nha. Rồi màu xanh dương. Có đồ dây không? Có mấy chị ơi, xanh dương, tí em lên cho. Xanh dương nha mấy chị nha, ai chốt xanh dương lên xanh dương giùm em luôn. Rồi màu đỏ, ôi lộn, màu vàng. Rồi chị nào chốt mà là hình lên màu đó giùm em nha, size 24-26kg vừa giùm em mấy chị nha, 39.000. 23kg. Ơ chị lấy màu gì chị ơi, lấy màu nào nha. Chị Ngọc Hăng là mình nhận được đồ chứ chị ơi. Thôi chị Ngọc Hăng cũng đi trễ hết trời luôn. Vậy hả? Ơ mấy chị thông cảm giúp em nha mấy chị nha, thông cảm giúp em không muốn gì đâu mấy chị. Lộ 23kg lấy màu nào á chị ơi, lấy màu nào á chị ơi. 23kg chị Ngọc Hăng lấy màu nào? Chị Ngọc Hăng lấy màu nào, em có màu đỏ nè, màu hồng nè. Nó giống kiểu nha, nhưng màu khác thôi, ở màu vàng á, chị muốn lấy màu nào em cho chị lựa màu đó. Rồi màu xanh dương. Đó, màu nào lấy giúp em nha. Có 39.000 mấy chị, hốt lại 2 bộ thôi mấy chị ơi. Em nói thật luôn, mua giờ là em sợ chị kiếm mua thi mà không có, em nói thật. Đẹp lắm luôn á. Lấy màu nào comment giùm em nha, em có 4 màu á chị, hồng, đỏ, vàng, xanh dương. Rồi qua mã. Qua mã nha mấy chị nha. Vàng 23. Dạ ok chị. 39 rồi. 39 rồi. Vàng cho 29 cho chị Ngọc Phong. Vàng gì? Vàng 39. Vàng 23kg, 39 ngàn. Rồi mã dây nè mấy chị ơi, em có size này từ 8-30kg vừa nha mấy chị, đẹp chưa mấy chị?
Mấy chị chốt em mã này mã dây kèm số ký nha, nhí 49 đại 59 giùm em đẹp chưa mấy chị. Em nói chung là tùy theo mỗi vùng, mấy chị vùng nào nóng thì mình mùa này là mặc đồ dây là thiệt sự hoặc là mặc ba đơ ấy, mấy chị nó mát lạnh luôn. Còn chị nào mà ở những cái vùng giống như em lên Đà Lạt em mấy chị, em nói thật em không nghĩ nó lạnh gì luôn mà lạnh thiệt mấy chị. Đó nó lạnh thiệt. Đây mấy chị ơi, ai chốt dây lên dây giùm em nha mấy chị nha. Đây cái quần này mấy chị, em nói thiệt luôn, nó ăn tiền không ăn tiền cái gì này mấy chị. Cái quần nó đẹp ghê luôn, cái phơn nó cưng lắm mấy chị. Rồi ai chốt dây lên dây giùm em nha. Nhí 49.000 đại 59.000 mấy chị nha. Size từ 8 đến 30kg vừa giùm em đây nè. Cưng không mấy chị? Nó thật luôn, nó bao xịn sò cho mấy chị luôn. Hàng đẹp lắm luôn, nó phối tay nè. Giờ nó in mấy cái hình nó nhìn cưng lắm mấy chị. Rồi ai chốt dây lên dây giùm em kèm số ký nha. Cưng lắm. Dây giùm em mấy chị ơi, mã dây nha. Dây kèm số ký giùm em, em có size 8 đến 30kg vừa nha, mã dây. Dây dây kẹp số ký giùm em mấy chị nha, size 8 đến 30 kg vừa, nhí 5 đi 49 đại 59 nha. Rồi cái này là bộ ngố 3D giùm em nha. Bộ ngố 3D trời mấy chị cưng quá. Em có size 8 đến 35 kg vừa nha. Rồi ai chốt ngố lên ngố giùm em luôn, nhí 59 đại 69 giùm em nha, mã ngố. Dây có màu khác. Có mấy chị có màu khác. Có màu khác đó nha. Để tự cáo em mới ra để em chưa lấy vô, tại em đi dây vô nó hơi lâu quá mấy chị nên mấy chị. Chờ em chút nha mấy chị nha. Ai nè mấy chị ơi, ai chốt ngố lên ngố giùm em nha mấy chị. Đằng trước nè, màu xanh này em chưa có mấy chị. Ngố này màu xanh này em chưa có luôn. Đây quạt sau nè mấy chị cưng ha. Rồi đây in hai mặt kèm cái quần cho em. 5969 mấy chị nha. Rồi ai chốt ngố lên ngố kèm số ký xem. Ngố 40kg còn. Ngố 40kg ha. 40kg hả? Qua đây kia mới có. Chứ có chị, còn chị. Còn ngố 40kg em còn đó chị. Dạ cái gì? Ngố 40kg cho em còn 3 lỗ quá. Em còn mấy cái mẫu 3 lỗ quá. Rồi ai chốt ngố lên ngố giùm em nha. Size 8-35kg vừa, phơm này nó nhỏ lắm. Chị nó không có 40kg. Còn cái phơm mà I'm Kid á, nó mắc hơn một tí, nó mắc hơn 10.000. Nhưng mà size nó to đó mấy chị. Mà hàng nó cao cấp. Có sao đẹp nói vậy đó. Thật em bán có sao em nói vậy vậy mấy chị ơi. Hàng sao là em nói em bán vậy vậy. Chứ luôn không phải là cũng bán nhiều bán em. Rồi ai lúc ai chốt ngố lên ngố giùm em mấy chị nha. Ngố giùm mấy tình yêu nha. Ngố ngố giùm mấy chị nha. Ai chốt ngố lên em ngố giùm em luôn. Size 8 đến em có size 8 đến 35kg vừa nha. Nhí 59 lại 69. Quay gặp mấy con kia lại tìm mấy con size lại. Quay ba con lại cho nó mát. Ừ quay ra con đó. Rồi qua mã mấy chị nha. Rồi ngố trắng này em còn ngố trắng này em còn 19-20 mấy chị nha. 19-20 15, 16 đồng hồng, 12kg có không chị? Đồng hồng đi chờ. Đồng hồng hồi nãy hả chị? Có 49.000 đúng không? Rồi mấy chị cho em mã này mã trắng đi mấy chị ơi. Trắng nha. Trắng nè mấy chị. Rồi xem mấy chị luôn 49.000. Trắng mấy chị nha. Em còn size nhí thôi. Em còn size này là từ 14kg cho em nha. 14-20kg vừa. Rồi ai chốt trắng lên trắng cho em đi. Size 49.000 thôi. Em còn 3 bộ thôi. Rồi trắng nha. Anh muốn nuôi. Thì đầu chốt trắng lên ngố trắng giùm em nha. Đẹp lắm. Size 14-20kg vừa mấy chị nha. 49.000 luôn. Thì đầu chốt trắng lên trắng nha. Một cái 12kg nha, đồng hồng 12kg. Ok chị. Em như mấy cái đầm này nè chị, thiệt sự luôn quá đẹp luôn á. À, là có mấy cái set nữa. Con sai chứ. Rồi ai chốt ngố trắng giùm em nha mấy chị nha. 49.000 em còn sai. Bao nhiêu ký á? Trắng bao nhiêu ký chị cà chua ơi. Em còn sai 14-20kg vừa nha. Em xem chị 49 nha, bởi mấy 59 đó. Em còn 3 bộ em xem mấy chị. Chị Thương Minh được cảnh báo rồi chị ơi. Biết sao được cảnh báo đây. Thương Minh ngoài mình á. Thương Minh á. Đánh
bà ra sợ luôn. Rồi trắng giùm em mấy chị nha, trắng nha. Em còn size 14 đến 20 kg vừa xe mấy chị luôn, 49.000. Hồng nó 49.000 rồi. Trắng nha, chị nào lấy trắng chốt trắng giùm em mấy chị cưng lắm thật sự luôn, tại cái hôm mấy hộp bự nó hơi to, em cầm nó hơi hơi cũng được đây nè. Đẹp cho mấy chị nha, 49.000 rồi kèm số ký giúp em luôn. 17 20 kg ha. 17 20 kg ha chị cà chua ơi. Nhiêu? 17 với 20 kg hả? Có còn lại nữa không? À. Ờ thôi. Sao mấy chị bắt công chuyện hả, mấy chị không coi like được hả mấy chị? Em không biết đó mấy chị ơi, giống như là em hồi bữa em đi là em đã hình như là em bị covid đó mấy chị, không biết có bị hay không nhưng mà là cảm giác như vậy với mấy chị. Em mới vừa hết thì chồng em này con em bị nữa, như em nói nó hơi bị khó chịu á mấy chị, mấy chị có nghe tiếng em nó hơi bị khó chịu á. Ờ 49 ngàn hết luôn nên mấy chị chịu khó nha, mà em sợ là em nói lâu quá mấy chị em không nói được thật sự luôn. Nên là nếu như mà tối có thể thì em sẽ like cho mấy chị nha mấy chị nha. Nói chung là em sẽ like cho mấy chị, tại hôm giờ em nghỉ cũng nhiều, nghỉ cả một tuần đó mấy chị ha. Rồi em còn bộ nữa mấy chị, size 14-15kg vừa nha. Rồi ai chốt trắng lên trắng thì em 14-15kg luôn. Rồi em hết luôn 49.000 mấy chị nha, 49.000. Nên là em sẽ cố gắng hơn, nói chung là hai cái bao tải chi phí nên em sẽ sale mấy chị luôn 29.000. Cái đó là em nói thật, em sẽ sale mấy chị luôn, chị nào được ok thì em sale cho mấy chị hết luôn. Có đồ dài bé gái 24kg không em? Đồ dài bé gái 24kg. Đồ dài 24kg em không có quá mấy chị ơi. Em có size xe dọn mấy bộ dài này. Rồi em còn mấy bộ dài này em xem mấy chị luôn 29.000 em mấy chị nha. Rồi ai chốt lên em mã dài kèm số ký nha. Dài nha. Em còn size 8kg mấy chị ơi đây. Rồi ai chốt dài lên dài giùm em 29.000 nha mấy chị nha. Đó sale luôn 29.000. Em còn size 8kg nha. 8 đến 8 đến 17kg vừa giùm em mấy chị ơi. 8 đến 17kg vừa nha. Rồi ai chốt dài lên dài giùm em 29.000 luôn. Đây. Cho họ mới thú vô mất xương gớm, trời. Sao vậy? Đó là còn cái gì hôm nay là em sẽ xem cho mấy chị luôn. Đây size 8 đến 17kg. 8 đến 17kg vừa mấy chị nha. Đi kiếm con quất chị ơi. Chị đi lâu lâu vậy. Không, mấy chị em đâu có đi lâu đâu. Có nghĩa là em hôm bữa là em like một tuần trước đó mấy chị. Có nghĩa là em like đến chủ nhật là em nghỉ like. Mấy chị để ý là em chốt đơn đó. Dài 8kg. Đây. Dài 8kg cho chị Bảo Ngọc. 29.000 nha mấy chị nha. Đó đáp án 29.000. Rồi em còn size 8 đến 7kg vừa nha, 29.000 mấy chị ơi. Ai chốt 29 là em phải nghỉ 2 ngày, em nghỉ chốt đơn là dài 17kg. Có 17kg mấy chị ạ. Ừ 29.000 hết luôn đi. Đó mấy chị là cứ như là em nghỉ 2 ngày để chốt đơn. Dài 17kg cho chị cà chua. Là tối đó là em là tối thứ tư em mới, tối thứ ba em mới đi, là sáng ngày thứ tư đó mấy chị để em mới đi đó. Em biết có không? Có 10kg là chị Khánh Duy. Giờ 29.000 hết luôn mấy chị. Giờ chị còn bộ nữa. Chị lắm shipper mấy chị ơi. Đó mấy chị không cảm giúp em. Em đi có 2 đêm em mới về. Mấy chị biết 3 giờ khuya là em phải chạy về đây. Thì em đi bằng xe máy á mấy chị. Em đi ra đó là cũng phải 6-7 tiếng đó. Em đi xe máy đúng không mấy chị? 3 giờ khuya em chạy về đây. Mấy chị biết em chạy về đây là chưa có con nó bệnh luôn mấy chị. Đó là em phải tranh thủ giờ là em làm đơn liền để đi bên giao khác liền đó mấy chị. Rồi em còn bộ nữa mấy chị ơi. Size này 12-14kg vừa. Bây giờ hàng tiết kiệm vô khác 5 bình luôn. Bây giờ tiết kiệm để 5 bình quá chị ơi. Thật sự luôn em không phải là nói nguyên cái hệ thống nha mấy chị nha. Em không hề nói nguyên hệ thống. Thật sự là hệ thống của nó, em giao hàng bên nó quá ok. Em nói thật luôn, tiền bạc hay là bất cứ cái gì là quá dễ mấy chị. Tiền có thời đơn xử lý nó dễ thương lắm mấy chị. Chỉ có cái thằng vô nhà em lấy hàng nè mấy chị, em xui rủi sao gặp ngay cái thằng lấy hàng là... bao nhiêu? 12 có. Gặp ngay cái thằng lấy hàng đúng anh bên luôn mấy chị. 29.000 luôn cho mấy chị. Gặp ngay cái hàng đúng ăn binh luôn mấy chị, thật sự luôn á. Mấy chị thông cảm giúp em nha mấy chị nha, em cũng không muốn đâu, cái đó là em nói thật luôn á. Em sợ mấy chị, có nhiều chị mà cái đơn mà bị covid á, giờ đó lâu rồi bây giờ đi được luôn mấy chị. Em phải nhắn tin hỏi mấy chị là mấy chị có nhận hàng được không, mấy là mấy chị có lấy nữa không, em mới dám gửi đi mấy chị, chứ phải em gửi bậy bạ đâu mấy chị.
Mà cái thằng Nguyễn nó giận mặt lắm mấy chị, không biết nó có bị em tưởng tượng như là nó bị như là nó bị cái gì á mấy chị, như là nó bị dạy gái á mấy chị, nó khùng khùng lắm mấy chị. Nên nhiều khi nó mà điện thoại là em cho chồng em nghe không mà em không có nghe mấy chị. Nhiều khi nó nói ba khùng không có mà. Rồi mấy chị ơi, cái bộ này là hàng ba lê cao cấp mấy chị cưng chưa? 79.000 cho em nha đây. Rồi em mã này mấy chị comment mã này, mã gấu kèm số ký giúp em nha. Em có size có dài 10 ký á chị ơi. Em có size từ 2 thì con vô con lấy cho 5 bộ dây luôn đi tì. Bộ dây nằm đây là con lấy màu khác đi chị Năm. Mấy chị cho em mã này mã gấu mấy chị nha. Gấu á mấy chị đã thấy em nói cái tiếng nó hơi bị khó chịu mấy chị ơi. Cái tiếng của em nó bị hơi, em nghĩ chắc bị do rồi. Không, cái dây là cái dây con lấy cặp cặp á, cái màu giống nhau đúng rồi. Cái thằng đó tiền nhưng mà cái dây cái nào giống nhau tiền một cặp giống nhau đi đâu á. Size này em có size 21 mấy chị nha. Đúng rồi. Thấy một màu nữa, con màu vàng ở dưới hấu với nó đẹp lắm. Rồi cái mã này mã gấu kèm số ký mấy chị nha. 79.000 em có size 21 đến 40 ký vừa. Đây em nói thật mấy chị, cái phơi mà nó đẹp lắm. Nói chung là tiền nạp của nấy thôi mấy chị ơi. Thật sự cái kia thì rẻ hơn 10.000, còn cái này nó mắc hơn 10.000, nhưng mà em đảm bảo với mấy chị luôn là quá ok. Con em mà mặc hàng này không được mấy chị. Năm giờ nó bị vớt dâu 2-3 cái rồi đó. Rồi ai chốt gấu lên gấu giùm Năm hay để màu khác cũng được. Gấu mấy chị nha, size 21 đến 40 kg vừa nha. 79.000 đây nè mấy chị, ngoài sau nè mấy chị. Đằng trước nè. Nó thật luôn, cái vải nó xuất sắc lắm luôn mấy chị, nào mà từng mặt hàng của anh Kit rồi mấy chị biết. Đây cái quần này mấy chị. 79.000 nha. Rồi chốt em mã này mã gấu kèm số ký giùm em nha. Gấu luôn, ai chốt gấu lên gấu vừa qua mã dây nè mấy chị. Dây giùm em nha, mã này mã lá nè mấy chị ơi, lá nha. Gấu 2-3 kg. Cấu 2-3 kg có. Nói thật em nói thật luôn mấy chị, cứ nhận hàng thử mấy cái này thử đi. Cái gì con? Có 2-3 kg 79.000 em mấy chị nha. Em còn size đại thôi, size nhí là em bán hết luôn á. Size nhí là em bỏ cho sỉ hết rồi. Như 2 mấy ký, 2-3 ký cho chị hả? Dễ hả mấy chị? Có 40 kg có. Cho chị Yến Như vỏ. Nhưng mà em ý là em bị sốt mấy chị, nhưng mà ở bình thường em cũng ăn bình thường mấy chị, không bị mắc bị giá gì có bị với mấy chị, em cũng biết mẹ không dám test mấy chị, em sợ. Rồi mã này mã lá giùm em nha, size từ 8 kg mấy chị nha đến 30 kg vừa nha. Rồi cho em lá giùm em luôn, đẹp cái mấy chị, bộ dây này cái quần cưng không đó. Rồi nhí 49 đại 59 giùm em nha. Chị nào chốt lá lên lá giùm em mấy chị ơi. Hôm nay hai đứa bay đi đâu vậy? Sung sướng quá. Đó nào hôm nay là em chơi lớn mấy chị, tại vì em đã lỡ á mấy chị, em đã lỡ thắt hướng với mấy chị, hàng đi lâu nên hôm nay là em đã sale. Mấy chị thấy em đã sale hết mức có thể, nghĩa là em sẽ sale 29, nhưng mà dù em lỗ đó mấy chị nhưng mà em vẫn sale cho mấy chị chốt bằng sao. Đây nè. Rồi ai chốt lá là lá giùm em mấy chị nha, lá giùm em luôn đây lá. Lá kèm số ký giùm em nha, size 8 nhí không? Nhí quên cái gì quên rồi. Nhí 49 đại 59 mấy chị nha. Lá 12 ký cho phí liệu. Lá 17 kg, 12 kg chị thí liệu. Đây 12 kg chị thí liệu. Lá kèm số ký giùm em mấy chị nha. Nhí 49 đại 59 nó thật luôn mấy chị, nó đẹp lắm thật sự luôn đó. Giờ em bán bộ dây, thấy bộ dây đẹp nhất á. Tại vì nè mấy chị coi nè, nó in hình đẹp nè, và cái quần cái form đúng xịn luôn á. Đây. Đây nè mấy chị. Đó rồi ai chốt lá lên lá giùm em nha. Tí nó còn 2 bao tải nữa mà chưa nên em ra không có, là tí nó 2 bao tải đó tấu em sẽ sale 29.000 cho mấy chị hốt hết luôn. Buồn cho mấy chị đó, buồn cho mấy chị đơn thì em đi chậm chởi quá mấy chị. Thông cảm giúp em nha mấy chị nha. Rồi chị là chốt lá lên lá giùm em kèm số ký luôn mấy tình yêu ơi. Lá nha. Lá. Lá 26 ký. Có lá 26 ký. Cho chị Nguyên Nguyễn. Nhiêu 2 mấy ký con?
Rồi qua mã này thì mấy chị em chia mấy chị mã này nha, 39 nè. Rồi ai chốt vàng lên vàng giùm em mấy chị nha, đây. Còn thôi mấy chị hơi size 8 đến 20 kg vừa giùm em nha, 39 ngàn luôn. Rồi ai chốt vàng lên vàng kèm số ký nha. Thì con vô con lấy cho Nam thêm một cái hàng 3 đơi á, tiền hàng 3 đơi 3 lỗ. Thôi còn nào. Anh không có ăn đâu. Rồi chốt vàng giùm em nha, hồi sáng điện Nam chia. À sáng điện Nam chia. Rồi vàng giùm em mấy chị nha, hàng 3 đơi trong bao giống vậy nè, tiền đây nè. Đây con, trong bao á. Đúng rồi con có cái nọc cái cặp không. Rồi vàng mấy chị nha, đây size 8 đến 20 kg vừa nha, em xem mấy chị 39 ngàn luôn đây nè, mấy chị bộ ngố đẹp chưa, tay là tay khoét vai luôn nha mấy chị nha. Rồi 39 ngàn, ai chốt vàng á vàng giùm em nha, 39 ngàn luôn mã vàng. Vàng kèm số ký giúp em mấy chị nha, size 8 đến 20 kg vừa nha, 39 ngàn con lắm mấy chị. Đó cái quần này, cái chắc của nó thì mấy chị khỏi bàn nó thật luôn. Bán 39 ngàn coi như là bán để cho mấy chị đủ đơn đó, mấy chị bán như là kiểu như là để chi âm mấy chị thôi, chứ không có lời lãi mấy cái bộ này hết trơn, 39 ngàn. Rồi cái em vàng nha, vàng kèm số ký luôn, size 8 đến 20 kg vừa nha, 39 ngàn. Cưng lắm mấy chị chắc phải nè. Rồi vàng kèm số ký giúp em. Rồi con lấy cho năm mấy cái này nè, cái trong đây nè, mà nó có cái từ dài 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 giống như nè tiền. Cái dài dài. Rồi vàng mấy chị nha, vàng kèm số ký giúp em nha, mã vàng luôn. Đúng rồi, còn bao nào nữa. Vàng nha mấy chị nha, vàng 8 size 8 đến 20 kg vừa nha, vàng 39 ngàn giùm em luôn vàng. Rồi ngố xanh. Ừ đỏ xuống đây. Rồi ngố này mấy chị nha, đây. Ngố này giúp em nha, em còn size này là từ 14 kg cho em nha, 14. 14 đến 40 kg vừa. Ở lộn không? 14 đến 16. Bộ vàng đúng không chị? Rồi để em cho chị có số 8 cho. Con này phân to hơn mình đó, phân to đó chị. Con này cũng phân to đó chứ không phải phân nhỏ. Đây là chị, 20kg nè. Cái quần là chị. Con này tới hai mấy ký luôn nhưng mà thêm nó 20kg đây nè chị. Đó em để gì thấy rõ không ta, đây nè chị. Đây số 8 này nha chị nha, áo số lớn nhất cho chị á. Đó đây. Cái phông nó to lắm á chị, cái phông to lắm á. Rồi ai chốt vàng lên vàng giùm em á chị nha, 39 ngàn nha, size 8 đến 20 kg vừa nha. Ờ bộ 39 nhưng mà mấy chị không chốt, em nói thật luôn quá chị sò luôn á. 39 ngàn giùm em nha. Rồi mấy chị chốt em mã này mã ngố đi mấy chị ơi, ngố nha, ngố kèm số ký giúp em còn size từ 14 kg nha. 14 đến 37. Em bự á chị, phong to đó, phong to. Còn 20kg cũng ăn. Ờ 39 ngàn luôn con. Rồi 20kg chị Minh Anh nha. Rồi mấy chị chốt em mã này mã. Hả? 39 ngàn ừ. Mấy chị chốt em mã này mã ngố kèm số ký giùm em mấy chị nha, đây. Em có size từ 14 đến 37kg vừa. 14 đến 37kg vừa nha. Rồi ai chốt ngố lên ngố giùm em mấy chị ơi, cưng chưa? Nhí 59 đại 69 giùm em nha, ngố. Vàng 39kg. Vàng gì? Vàng 39. Vàng 39 bao nhiêu ký chị? Còn mã này mã ngố nha mấy chị nha, ngố nha. Ngố nha, còn này là ngố mấy chị. Còn mã này mã ngố giùm em nha. Nhí 59 đại 69 giùm em luôn. Mã này mã ngố giùm em cái chắc này mấy chị. Em còn size 14 đến 37kg thôi nha. Vàng 20kg 39k. À hết rồi. Ngố 17kg. Chị ơi vàng em hết 20kg rồi chị, còn 18kg được không chị? Phơm to, còn 18kg cho chị nha. Ngố 17 với lại 20kg. Ngố 17 hả? Với lại 20kg. Cái này em còn ít rồi. Cho chị cà chua. Ngố nhiêu 17 hả? Dạ. Với lại nhiêu? Dạ 20. Giờ 17 20 đi. 59 69 mấy chị nha, đây. Rồi ai chốt ngố lên ngố giùm em nữa nha mấy chị nha. Ờ cái gì quên rồi, 59 nha. 2 cái 59. Rồi ai chốt ngố lên ngố nha. Đây nè mấy chị, con mã vàng thì em còn đến size 8 đến 18 kg vừa thôi nha mấy chị nha, đây nè. Rồi ai chốt ngố lên ngố giùm em còn size 14 nha đến 37 kg vừa mấy chị ơi, 5969 giùm em nha. Rồi chị nào chốt về lên giùm em.
ngố ngố mấy chị ơi, 5969 mã ngố đẹp lắm mấy chị. Nó có 20kg nhiêu? 20kg 30kg. 20kg 30kg ok là 20 nè. Để tụi em coi còn 30 không nha mấy tình yêu nha. Dạ hết 30 rồi. Chị em hết 30 rồi chị. Dạ lỗ 20kg chị Khánh Thi. Ngố 23kg. 23kg ha. Cho Ngọc Hân 23kg hết luôn chị Ngọc Hân ơi. Tại em có 30kg ha. Ngố của mẹ giá sao? Ngố mẹ hả chị? Ngố mẹ 8989 nha. Em có đăng hình đó mấy chị. Em có đăng hình đó nha. Ngố mẹ 89 ngàn. Ở cái đó em lấy về em bán cho đuôi mấy chị ơi. Lấy sỉ vô 79 ngàn chưa tính được ship về nữa. Thật luôn em bán em đăng hình vậy được cũng được thôi mấy chị ơi. Em cũng lấy em mặc luôn á mấy chị, em lấy đồ sỉ đúng mắt luôn á. Mà vải đẹp thiệt mấy chị, đó nên là em bán cho người nhà em thôi thật sự luôn á. Rồi là em để mặc mấy chị chứ em bán nó có lời đâu, thì em đăng hình mấy chị được mấy chị mua dùng đơn chung chứ em thật luôn không có giá đấu luôn á mấy chị. Thì 30kg cho chị nào là tiền 30kg đi. Tiền 30kg nè tiền. Ngố 30kg cho Khánh Thi. Cho chị Khánh Thi. À chị Khánh Thi ha. Ừ chị Khánh Thi có dạy em hai bộ cái đó 89 ngàn. Chị Khánh Thi thật sự luôn em bán không có lời luôn. Rồi ai chốt ra nữa nha mấy chị nha. Em còn size này 15 đến 17 kg vừa nè. Ờ 14 đến 17 kg vừa nha. Với lại 35 kg, 34-35kg vừa nha. Rồi ai chốt lá lên lá giúp em. Ủa ngấu này em lên rồi. Rồi mã này mấy chị chốt cho em mã này mã không? Hồng này em còn đủ size nữa mấy chị ơi. Rồi hồng nha mấy chị nha. Ai chốt hồng lên hồng nha. Tiền cái size đại là 69 nha tiền. Rồi mấy chị chốt em mã này mã hồng đi mấy chị ơi. Hồng nha, hồng giùm em luôn. Hồng cũng giá vậy luôn mấy chị nha. 5969. À đẹp quá mấy chị. Hồng nha, chị nào chốt hồng lên hồng giùm em. Hồng em còn 19-20 nè mấy chị. Hồng em còn 19-20 đẹp quá mấy chị ha. Đây nè, cái quần nè. Hồng em còn 19-20 mấy chị nha. Hồng em còn 19-20. 21-22. 31-32. 34-35. 24-25 với lại 30-35kg vừa nha. Rồi ai chốt hồng lên hồng giùm em nha. Em còn size từ 19kg nha đến 35kg vừa. Rồi hồng cưng quá mấy chị ơi, đẹp chưa. Ừ hồng mà phát xám đẹp quá mấy chị, xịn quá xịn luôn. Rồi chị làm chốt hồng lên hồng kèm số ký giúp em nha. Mã hồng luôn, hồng cái này em like qua rồi mấy chị ơi. Nói là nó cái còn sai cái hết sai với mấy chị. Hồng kèm số ký giúp em mấy chị nha, hồng luôn. Chị làm chốt hồng lên hồng. Rồi còn màu xanh này, xanh dương nha. Ai chốt dương lên dương. Dương em còn đến 40kg. Dương nha mấy chị nha. Dương nha. Đây dương em còn 19-20 nè mấy chị. Cái màu là màu xịn nhất luôn á. Màu này là con em cũng nhiều đồ ngố đó mà chưa có màu này luôn đó mấy chị đây nè. Giờ ai chốt dương lên dương giùm em nha. Dương em còn 19-20. Dương em còn 19-20. 30-32. Với lại 40kg vừa. Rồi ai chốt dương lên dương giùm em mấy chị nha. Dương nè. Dương kèm số ký giùm em mấy chị nha. Đây cưng quá dễ thương thôi mấy chị ha, đúng cưng luôn á. Đẹp quá cái quần nè, cái màu nó lạ lắm luôn. Con em còn chưa có cái màu hồng 20kg con. Chị Trần Thị đưa lên số điện thoại giúp em với ạ. Mấy chị Khánh mới lên kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị nha. Hả 89 đó chị. Ờ 89 không chừng cái này 89 không không cái này không, ý là bộ ngố mẹ Khánh Thi nói không. Thúy Liễu. À Thúy Liễu sao? Chị Thúy Liễu nói 89 gì vậy chị Thúy Liễu? Dương 40kg. Thúy Liễu chị nói gì vậy chị? Nè chị cái 40kg thì chị hé mặt vừa luôn. Nó bằng cái phơm của ba đơn hồi nãy luôn á chị. Đây là đó. Đây nha mấy chị nha. Đây nè 40kg là em chùm là số 16 nè chị. Đây là em để lên cho chị xem nè đó. Cái phơm 40kg này nha chị nha.
Hồng 20kg là gì vậy? Hồng 20kg nha chồng. Thì Trần Thị đưa lên số thoại em ấy, chị Dương 40kg cho chị kia trước đây nè. Chị nào Dương 40kg á? Dương 40kg cho chị Yến Như Võ. Cho chị Yến Như Võ. Ờ 69.000 chồng. Rồi Dương nha mấy chị nha, Dương em còn 17, 18. Thương mặc bộ này vừa không thương, nó bị dính rồi thương. Đây như vậy. Mặc vừa. Nè. Nó bị dính rồi. Nó cho bạn rồi, bạn Dương. Nó bị dính rồi sao? Rồi Dương em còn 19, 20 mấy chị thấy không? Em bán mà bộ mà dính chút xíu em cũng để cho cháu em mặc rồi em tặng cho mấy chị em sell nó. Nếu không khi nào mà em bán nhà đó trừ khi nào mà em chưa gỡ ra em không có biết này bị dính thôi, thật sự luôn. Nên là mấy chị nói mà em vẫn xử lý đơn cho mấy chị mà. Rồi ai chốt em mã này lên, em mã này mã mã Dương mấy chị nha. Dương em còn 19, 20kg vừa nha, Dương giùm em luôn. 59.000 em còn sang dưới 59.000 mấy chị nha. Rồi Hồng, mấy chị khách mới cho em kèm số điện thoại nha mấy chị nha, rồi qua mã cho mấy chị ơi. Qua mã nha. Ủa mà rồi cái này em còn size này là 32 nha, 32, 33 ký vừa cho em nha. Rồi ai chốt ngựa lên ngựa giùm em luôn đây nè mấy chị. 32, 33 ký vừa nha, chị nào chốt ngựa lên ngựa giùm em mấy chị. Hồng đó sao 59.000 em size nhí. 32, 33 ký vừa giúp em mấy chị ơi. Ăn sung sướng vô đồ ảnh nó xuống. Hay là đặt cái đá uống không? Đặt cái đá uống rồi. Ờ bông cha dầu number one rồi uống đi. Ờ size này 32, 33 ký vừa nha. Chú em mã ngựa mấy chị nha. Ngựa 69.000 giùm em luôn. 32, 33 ký vừa. Cái quần nó có in hình con ngựa luôn nè mấy chị. Đẹp chưa mấy chị? 69.000 giùm em nha. Chị nào chốt ngựa lên ngựa giùm em nha. 32, 33 ký vừa mã ngựa. Ngựa nha mấy chị nha. Ngựa luôn. 21, 22 ký vừa, cho em mã này mã mèo mấy chị nha. 21, 22 ký vừa nha, mèo giùm em luôn. 69.000 mã mèo. À, đẹp lắm mấy chị, vải cái bộ này ha, đẹp lắm luôn, sự luôn, em nói thật luôn ở đây. Ngoài sau nè mấy chị. Rồi ai chốt mèo lên mèo nha, 21, 22 ký vừa mèo giùm em luôn, 69.000 mèo nha. Chị nào chưa có mèo lên mèo giùm em mèo. Con gấu vu đây nè mấy chị, con gấu vu mấy chị ơi. Cái này là quần sọt giúp em nha, cái này là quần sọt mấy chị đẹp ha. Đây ngoài sau nè, con gấu bu nha, cái quần phối nè mấy chị. Cái quần phối là khỏi nói rồi, ai chốt gấu lên gấu giùm em kèm số ký nha mấy chị nha. Em còn size 8kg nha, size nhí em còn size 8kg. 8 đến 20kg mấy chị ơi, 8 đến 20kg nha. 8 đến 35kg vừa rồi, ai chốt gấu lên gấu giùm em nha. Tiền con bé mấy qua năm xíu đi tiền. Tiền đúng rồi. Rồi ai chốt gấu lên gấu giùm em mấy chị nha, cái quần đùi nha. Ôi chừng mít ói. Nó đâu. Rồi nhí 59 đại 69 giùm em nha. Ai chốt gấu lên gấu giùm em mấy chị ngoài sau nè. Trước nè mấy chị cưng ha. Rồi gấu. Thì xem qua gấu mẹ được. Hai á. Ngố mẹ em có đăng hình đó mấy chị. Ngố mẹ em có đăng hình đó. Trên tường dưới đầm canh rô. Đó bao nhiêu được. Ờ 65.000 chị nha, set 65.000. Set chân váy để cái áo con gấu này là con gấu thật luôn mấy chị, đẹp lắm luôn đó. Đây nè. Gấu thật, chị có size nhí thôi nha, em có size 8 đến 14 kg vừa thôi mấy chị. Rồi ai chốt gấu lên gấu giùm em mấy chị nha, size 8 đến 35 kg vừa nha, mã gấu luôn. Chị nào chốt gấu lên gấu giùm em mấy chị nha. Đây gấu nhí 59 đại 69 nha, size 8 đến 35 kg vừa cái quần nè. Đẹp lắm mấy chị ơi, hàng 3D mà mặc nó mát lắm. Chị nào mà ở vùng nóng như em là mặc mấy cái hàng này là bao thoải mái luôn á. Mà mặc nó bền lắm mấy chị, nó mặc đến khi nào mà cảm giác như mình là không mặc được nữa thôi, chặt thôi chứ không có hư nữa. Rồi qua mã mấy chị ơi. Cái gì vậy? Ủa cái này không? Gấu nha mấy chị nha, mấy cái mẫu hình đó đẹp lắm luôn á. Rồi ngựa nè mấy chị ơi, ngựa nha. Nhí 59 đại 69 ai chốt ngựa lên ngựa giùm em nha. Em có size này là từ 10kg nha. Đẹp quá.
Size này là từ 10kg cho em ấy chị ơi, 10 đến 40kg vừa nha. Chị nào chốt ngựa lên ngựa giùm em đi mấy chị. 6979 giùm em nha, đây hàng 3 lỗ nè mấy chị. Đằng trước cho mấy chị nha, đây ngoài sau. Cỡ nào cũng bên hai mặt hết trơn á, gì vậy? Không chị ơi, mấy xếp trên tường là sai nhí không mấy chị ơi? Mấy xếp trên tường có sai nhí thôi mấy chị ơi, sai nhí thôi nha. Đây. Rồi ai chốt mã này lên, em mã này tiền cho năm một cái ri của bé trai ở bên sau con luôn á. Bé trai đã nằm dẹp 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 ra. Đúng rồi. Rồi còn bé một cái lô bé gái luôn, Doraemon cũng được, Doraemon. Doraemon. Rồi cho năm luôn đây. Rồi đây nè mấy chị ơi, ai chốt ngựa lên ngựa giùm em nha. Ngựa kèm số ký giúp em luôn. Em còn size từ 10 đến 40kg vừa nha ngựa. Nhí 69 đại 79 giùm em nha. Gì á? Gì? Chị nào mà có đơn tí đơn bốc giúp em nha mấy chị nha. Đây nè mấy chị. Rồi ai chốt ngựa lên ngựa giùm em kèm số ký nha. Size 10 đến 40kg vừa cái quần này mấy chị. Đó cưng thôi mấy chị ha. Ngựa nha. Ngựa lên ngựa giúp em luôn. Mã ngựa kèm số ký. Xe 10 đến 40kg nha, nhí 69 đại 79 nha mấy chị. Ngựa ngựa mấy chị ơi, mặc mình có hai chị em là mặc cặp chung luôn, hoặc là có bạn bè mà kiểu như hai đứa mấy chị mặc Dũng mặc cặp chung giùm em là ok luôn nha mấy chị nha. Ngựa 40kg. Rồi cái này bộ của bé trai mấy chị ơi, em còn xanh. Ủa cái chỉ như vỏ 79. Đúng rồi. Mà cái chắc bù riếp nó đẹp ghê luôn mấy chị. Size này từ 8 đến 18kg vừa cho em nha. Rồi ai chốt trai lên trai giùm em đi mấy chị ơi. 55.000 luôn. Đây trai nè mấy chị. Chắc là chắc bù riếp mấy chị nha. Hàng xịn lắm luôn. Chắc bù riếp giùm em nha. Hàng xịn lắm. Đây. Rồi ai chốt trai lên trai cái quần là mấy chị cân lắm. Để mấy giờ nó trứng quá ừ. Nó kêu chú tiếng cả ngày luôn. Má tự có đi làm không? Đợi giờ chưa? Chiều đang bánh chén không? Rồi mà mấy ả này mấy chị chốt giùm em mã này mã chai mấy chị nha. Em còn size 8 đến 18kg vừa nha. Chắc bô rip luôn 55.000 thôi mấy chị. Đây nè. Em về được 5 màu, chị kia lấy hết size 20kg rồi, em còn đến 18kg thôi. Rồi ai chốt chai lên chai giùm em nha. Size 8-18kg vừa nha, 55.000 mã chai. Rồi chốt chai lên chai giùm em luôn mấy chị ơi. Chai nha. Size này 19-20kg vừa nha. Chị nào chốt mã này mã số 8 này, mã số 8 đi. 59.000 mấy chị. Ủa đâu còn bộ nha. Số 8 nha mấy chị nha. 19-20kg vừa nha. Chốt em mã số 8 luôn đây nè mấy chị, ngoài sau nè. Trước nè. Mã số 8 giùm em nha. 19-20kg vừa. Cái quần quá xuất sắc mấy chị, con ngựa boni luôn. Rồi ai chốt mã 8 này, mã 8 giùm em. 59.000 mã 8. Mã 8 mấy chị nha. Mã 8. Rồi giống vậy luôn mấy chị ơi, giống vậy luôn mà em còn size 8kg nha. Rồi cho em mã này mã số 3 luôn, giống vậy luôn mấy chị. Mã 3 nha, 8kg vừa nha. Rồi ai chốt mã 3 lên mã 3 giùm em 59.000 luôn mã 3. Mã 3 giùm em nha. Rồi cô gái nè mấy chị ơi, bê cô nha. Bê cô em còn 30, 32, 26, 28, 21, 22, 34, 35. Rồi bê cô mấy chị ơi, ai chốt bê cô lên bê cô em kẹp số ký nha. Em còn size đại thôi, 69.000 bê cô. Đẹp quá mấy chị ha, đây ngoài sau nè mấy chị. Cái quần đẹp quá mấy chị ơi. Rồi em còn size này là từ 21 đến 35kg vừa nha. Ai chốt bê cô lên bê cô giùm em luôn, 69.000 ngoài sau nè mấy chị. Bê cô nha. Chị nào chốt bê cô lên bê cô giùm em luôn. Cái hình là cũng bên hai mặt hết đó mấy chị. Đây ngoài sau giùm em nè. Đó trước cái quần. Rồi ai chốt bê bộ ngố mẹ chơi đây bờ lờ luôn. Ơ màu gì á chị? Vàng mẹ 51kg. Màu vàng đúng không chị? Màu vàng hả? Chị nói gì? Vàng vàng mẹ. Anh chị tì vô lấy tiền cái màu vàng đây. Em để trên luôn á. Cái màu vàng em chưa bỏ vô bao. Đây nè. Thấy bộ màu vàng nổi lên cái quần màu vàng không? Nhìn vô thấy đập giống mặt. Rồi ai chốt bê cô lên bê cô nha. Em còn size 21 đến 35kg vừa mấy chị nha. Đem đưa cho chị coi luôn đúng.
Không không, nó bỏ ngoài cái bao, con nhìn vô có thấy cái bộ màu vàng liền à. Rồi ai chốt Beko lên Beko giùm em mấy chị nha, Beko nha. Beko đây nè, phải không chị, đúng không chị, đây này. Đúng thì tí em sợ cái này là của em á chị ơi, cái này của em nha, cái này của em đúng không chị? Đúng thì báo em nha, đây là 89 nha, cái quần là vải Borip mấy chị, hung răng đẹp lắm luôn, thật sự mấy chị thấy em mặc rồi mà, đây đúng không chị? Đúng thì báo em nha, đây nè, màu vàng cái quần nè. Đó đúng thì báo em nha. Đó, y chang cái hình em đăng luôn mấy chị, y chang cái hình em đăng luôn nha, là qua mã. Đúng thì báo em nha, tí nữa em lấy cái hình giống, em lấy cái hay giống vậy á, tại vì một cái món mà không. Lớn gì đây ta? Lớn gì đây? Rồi còn bộ này mấy chị ơi, size này là 16, 17 kg vừa nha, chốt em hồng 29.000 luôn. Hồng 29.000 giùm em mấy chị nha, hồng nha, 16 17 kg vừa nha, hồng 29.000. Cho em mã hồng nha. Hồng 29. 16 17 kg vừa nha, hồng 29 giùm em luôn, mã hồng. Rồi bộ ngốn mấy chị ơi, ngốn xanh nha. Em còn size 8 đến 20 kg vừa nha mấy chị nha, 8 đến 20 kg vừa rồi, xem mấy chị luôn. Đẹp quá mấy chị ơi. 59.000 giùm em nha. Ai chốt Dương lên Dương giùm em nha mấy chị. Cái màu này lạ lắm mấy chị ơi, nó phối cái màu tím nữa. 8 đến 20 kg vừa nha, chị nào chốt Dương lên Dương giùm em nha, đây nè. 8 đến 20 kg vừa nha, chị nào chốt Dương lên Dương giùm em nha, 59.000 luôn mã Dương nha. Đẹp quá mấy chị ơi. Cái màu này lạ lắm mấy chị. Xanh dương và phối tím luôn đây cái quần nè. Rồi chị là chốt Dương lên Dương giùm em kẹp số ký nha Dương. Size 8 đến 20 kg vừa nha, mã Dương giùm em. 8 đến 20 kg vừa nha, ai chốt Dương lên Dương. Bịch em còn 32, 33, 19, 20, 26, 28. Rồi ai chốt mã này lên em, mã này mã bịch mấy chị ơi, bịch nha, bịch. Không phải bộ mà quần 4 màu. Quần cầu vồng á chị, quần cầu vồng. Ủa xanh lấy cái quần gì? Quần 4 màu. 4 màu là cầu vồng đúng không? Cầu vồng chị, cầu vồng chị lấy màu nào? Ở lộn chị lấy màu nào chị? Em có màu xanh dương, màu hồng lại màu vàng. Màu vàng hả? Rồi ok, anh Bill ơi, tiền con lục cho bổ ngốn cầu vòng á, tiền lấy cái màu vàng cho gì? Nhật, 89.000. Ô chú em mã này mã không có vịt mấy chị nha, vịt em còn 19, 20, 26, 28, lại 30, 30, 32 kg vừa nha. Rồi ai chốt vịt lên vịt giùm em luôn đây nè mấy chị. Vịt nha, nhí 59, đại 69 nha, em còn 19, 20. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Còn đây là gì? Đây nè chị. Giờ bao vàng. Vịt nha, chị nào chốt vịt lên vịt giùm em ấy chị nha, vịt luôn. Vịt nha, em còn 19, 20, 26, 28 nha, với lại 30, 33 kg vừa. Vịt kèm số ký giúp em ấy chị ơi, vịt, vịt. Vịt nha, chị nào chốt vịt lên vịt giùm em kèm số ký luôn, vịt. Rồi bộ dây mấy chị ơi, dây nha, em còn size này, size 8kg đến 8 đến 10 giờ 8 đến 20kg vừa nha, rồi chị nào chốt dây lên dây giùm em đây, 39.000 luôn. Bé Thương, bé Thương đi học ở lay không á bé Thương. Đây dây giùm em chị nha, dây em còn 8kg nha, với lại size từ 14 nha, 14 đến 20kg vừa. Rồi ai chốt dây lên dây giùm em nha. Đây mấy chị, dây mà kèm cái quần ngố luôn, chắc thì khỏi bàn mấy chị ơi, 39.000.
áo là xẻ tà giùm em luôn nha. Rồi chị nào chốt dây lên dây giùm em luôn, dây kèm số ký giùm em nha. Em có size, em còn size 8 kg nè, với lại size 14-20 kg vừa dây. Chị nào chốt dây lên dây giùm em kèm số ký nha, 39.000 luôn mã dây, đẹp lắm mấy chị. Áo xẻ tà kèm cái quần ngố luôn đó, mà thấy em có 39.000 à. Cái gì? Dây nha mấy chị nha, ai chốt dây lên dây giùm em nha, dây luôn. Ba chín ngàn mấy chị nha, 39.000 giùm em mã dây. Mấy chị muốn rồi cái đầm tây bồng này nè mấy chị, em có đăng hình mấy chị nha. Đây cái màu mô này đẹp quá mấy chị, màu xanh dương là lạ ha mấy chị ha. Đây em có size từ 8 kg mấy, em có size này từ 10, em có size này từ 10 kg mấy chị nha, 10 kg nha, 10 kg đến 20 kg vừa. Rồi ai chốt mô lên mô giùm em mấy chị, có cái đầm tây bồng bên em, bên xưởng này may là không bao giờ tiết vải mấy chị. Mặc coi cái tay bồng á, bồng mà dạng bồng đẹp, bồng như là kiểu người lớn luôn đó mấy chị. Rồi ai chốt mo lên mo em kèm số ký nha, 69.000. Em có size từ 10 kg nha, em có size từ 10 kg đến 20 kg vừa mo luôn, mã mo mấy chị nha. Đây cưng đó mấy chị, cái lần nạp cái lô này về con em cũng có mấy màu, mấy màu hết trơn á. Rồi ai chốt mo lên mo giùm em kèm số ký nha. Đây nè, size từ 8 đến 20 kg vừa nha, mon luôn. 8 đến 20 kg vừa 69.000 mấy chị nha, em có size nhí thôi, không có size đại. Chị nào chốt bo lên em mon. Có màu khác. Hả? Ờ còn màu nào nữa, tùy cho nó một màu nữa đi. Cái đậm 3D á. Sau lưng á. Mon đi mấy chị nha, ai chốt mon lên mon giùm em luôn. Ở đậm á, màu nào cho ra một màu đó. Đây nè mấy chị, màu này đẹp nè, màu này em thấy lên hàng đủ. Ok chị thấy liễu nha. Rồi ở con gấu đẹp quá. Đây mà sao nè mấy chị. Rồi gấu luôn. Mấy chị có sai con chốt mấy cái mã này đi mấy chị ơi. Cái đậm nó mặt nó mát kinh khủng, mà cái vải nó cũng đẹp nè, cái phơm cái kiểu nó cưng lắm luôn á. Rồi ai chốt gấu lên gấu đi mấy chị ơi, gấu nha. Đây con gấu là sao nè. Rồi trước nè, size từ 10 đến 20 kg vừa nha. Chị nào chốt gấu lên gấu giùm em luôn, đẹp quá mấy chị. Có 69.000 thật sự luôn á, 69.000 thôi không tin luôn á. Đây chị nào chốt gấu lên gấu giùm em nha, size từ 10 đến 20 kg vừa gấu, 69.000. Mấy chị muốn lên gì đâu mấy chị, lên gì ta. Giò dây cam mấy chị nha, ai chốt cam lên cam giùm em luôn, size 8-30 kg vừa nhanh nhí, 49 đại 59 mã cam nè mấy chị. Ở chiều nước cạn cho ta. Cam nha mấy chị nha, ai chốt cam lên cam giùm em luôn nha. Đây size từ 8-30 kg vừa nha, cam giùm em. Cam giùm em mấy chị ơi, cam nha. Đây đây nè mấy chị, chị nào chốt cam lên cam giùm em nha, em có size 8-30 kg vừa nha, mã cam luôn, cam. Chị nào chốt cam lên cam giùm em nha. Đây 8-30 kg vừa nhí, 49 lại 59 nha, dây cam. Chị khiên bao đó lên cho em ơi, khiên bao đó lên cho em. Ủa vậy hả? Rồi đổ hết bao đó vô mấy chị ơi, để em để em xả mấy cục này 29.000 cho mấy chị hốt nè. Đi coi kia cho dở cho thùng tay không? Chưa đó không? Không khỏi vậy, để đây. Để đây bóc cho nó dở. Không.
Rồi vô lại mấy chị ơi, vô lại nha mấy chị ơi, chia sẻ like giúp em để sang hàng sale nha mấy chị nha, sale 29 nha. Đó cái gì đó. Dạ mấy chị. 29 nha mấy chị nha, đây. Nên là có logo mình chia sẻ giùm em nha, giờ size này 24 26 kg vừa nha. 24 26 kg vừa cho em mã này mã số 10 luôn, 29.000 đây nè. Mã số 10 giùm em nha, 29.000 là sao nè mấy chị, mã số 10 giùm em nha, cái đầm 3D luôn 29.000. Mã số 10. Vậy nào chốt mã 10 lên em mã 10 nha, 29.000 mã 10. Giờ size này 14 15 kg vừa mã mèo 29.000. 14 15 kg vừa cho em nha, mã mèo 29 luôn. 14 15 kg vừa nha, chốt em mã mèo 29.000 mã mèo. Mã 10 cho chị 15. Mã 10 29.000 luôn. Chợ mua cái này lời hơn 30-40.000 luôn á mấy chị. 29.000 hả? Mã mèo cho em 29.000 nha, mèo 29. Rồi size này 17 18 kg vừa luôn, chốt em mã số 7 29.000 luôn, mã số 7. 17 18 kg vừa nha, mã số 7 29.000. 17 18 kg vừa nha, cậu ngố luôn mấy chị. Mã số 7 giùm em nha, mã 7 29.000 cho em mã số 7 luôn 29. Mã số 7 29.000 mã 7. Rồi bộ đồ bà ba luôn mấy chị ơi, bộ đồ bà ba nha, size này 14 nha. 14 13 14 kg vừa cho em, chốt em mã này mã bà ba nha. Bà ba luôn 39.000. 33 39.000 giùm em nha. Đây size này 13 14 kg vừa thôi nha mấy chị nha. Đây. Cưng lắm mấy chị, đẹp lắm luôn, nút rồi nút thật luôn nha đó. Cái vải đẹp lắm luôn á, mặc đi chùa hay là đi chơi hay đâu cũng dễ thương. Mã 7 29.000. Bà 3 39.000 giùm em. Bà 7 thì tiền. Có 29.000. Cho kiệt thủy tiên. Rồi size này là 13 14 kg vừa nha, chốt em mã này mã số 4 luôn. 13 14 kg vừa nha, mã số 4 giùm em nha. 29.000 mã số 4. Mã số 4 mấy chị nha, 29.000 mã 4. Đó mấy chị nghĩ mua 10 bộ có 290.000đ thôi, giờ 10 bộ nó to đùng như vậy nữa có 290.000. Rồi size này là 10 kg vừa nha, bộ dài nha, 10 kg vừa. Rồi sale mấy chị luôn 49.000. Mấy cái bộ dài này đẹp quá, đẹp lắm luôn á mấy chị đây nè. Dễ thương lắm á, 10 kg vừa cho em nha, 8 10 kg vừa nha, cho em mã dài 49 luôn cái quần nè. Dài 49 giùm em nha, ở làm bèo cưng ha mấy chị ha. Dài nha mấy chị nha, cho em mã dài. Dài. Ơi cái này có bà Yến Nhi nè tiếng. Có cái bộ ngoài đó của bà đó mà. Bỏ mấy bộ đi, cái này mấy bộ đi, gửi cho anh. Vậy hả? Không được rồi, một góc bên. Có bốn cái chồng lên Yến Nhi á. Rồi mấy chị ơi, bộ này là mấy chị comment mã này mã sọc cho em nha. Size này 12 13 kg vừa cho em nha, sọc luôn, sọc 39.000. Tay dài quần dài nha, chắc bu rip bé trai bé gái đều mặc được nha. Chớ mã này mã sọc nha, sọc giùm em luôn 39.000 mã sọc, size 12 13 kg vừa, sọc 39. Mã sọc 39 giùm em nha, sọc 39 luôn. Rồi, hàng này hàng Minh Kim mơ mấy chị nha, hàng thun lạnh luôn. Size này là nhỏ thôi mấy chị ơi, size này 8 kg vừa các em nha, 8 kg vừa thôi. Ai chốt khủng long nó khủng long nha, khủng long 29.000. 8 kg vừa nha, khủng long 29 luôn, ai chốt khủng long đây, khủng long 29.000 nha, mã khủng long hàng thun lạnh đó mấy chị, bên kim mơm luôn nha đây. 8 kg vừa nha, khủng long. Ai chốt khủng long đây, khủng long giùm em nha, khủng long luôn. Rồi size này là 8 đến 9 kg vừa nha, ai chốt kem lên kem nha, tay dài quần dài chốt bu rip kem 49.000 mã kem. 8 đến 9 kg vừa nha, kem luôn, chờ chốt mã kem đây, mã kem nha, 49.000 tay dài quần dài. Kem. Rồi size này là 11 12 kg vừa nha, chốt em mã này mã số mã váy nha mấy chị ơi, váy nha 29.000. Váy 29.000 giùm em nha, set váy 2 chi tiết luôn 29.000 nha, size 11 12 kg vừa, set váy 29.000. 11 12 kg vừa giùm em nha, set váy 29.
16 nha, 16 17 kg vừa cho em nha, chúc em cam luôn. 16 17 kg vừa nha, cam cam 39.000. 16 17 kg vừa nha. Cam 39.000 giùm em luôn mấy chị cưng. Đây là cái quần này. Cam 39.000 giùm em nha, chị nào chốt cam lên cam giùm em size 16 17 kg vừa nha, cam. Cam 39.000 mã cam. Rồi 19 20 kg vừa nha, dây hồng luôn, dây hồng 39.000. 19 20 kg vừa nha, chốt em dây hồng 39.000 luôn. 19 20 kg vừa nha, dây hồng 39.000, chốt em dây hồng. Dây hồng 39. Mười chín hai mươi kg vừa, ơ lộn, 29 30 kg vừa nha, chốt em mã này mã số 12 luôn. 29 30 kg vừa nha, chốt em mã 12 nha, mã 12. Ờ 59.000 luôn mấy chị ơi, mã 12 nha, 59.000 cái mã 12, mã 12 59. Rồi size này 19 20 kg vừa luôn, chốt em đỏ nha mấy chị nha, đỏ 29.000. 19 20 kg vừa nha, đỏ 29.000 giùm em luôn, đỏ này bé trai bé gái đều mặc được nha, đỏ 29. Ôi cho năm ăn chứ. Đỏ 29.000 giùm em mấy chị nha, đỏ 29, 19 20 kg vừa nha, đỏ 29. Hai sáu hai tám kg vừa nha, chú em mã này mã chuột luôn mấy chị ơi. 26 28 kg vừa nha, chú em chuột nha, chuột 69.000. 26 28 kg vừa nha, chuột giùm em luôn, ai chốt chuột lên chuột nha, chuột 69.000. Chuột nha mấy chị nha, chuột 69.000 giùm em luôn. Rồi size này 8 nha, 8 đến 10 kg vừa, cho em ong nha, mã ong luôn. 8 đến 10 kg vừa, ơ 9 đến 10 kg vừa mấy chị ơi. Ong nha cái quần này mấy chị. 29.000 luôn cái quần nè, quần váy luôn đó. Rồi ong nha, chị nào chốt ong lên ong giùm em nha, con ong 29.000. Mã ong giùm em, ong 29. Này size nhí thôi mấy chị ơi. Mười lăm mười sáu kg vừa nha, chốt em mã này mã vàng luôn, vàng 39.000. Cái quần này mấy chị, đó quần kiểu thể thao ghê luôn. 15 16 kg vừa nha, 15 16 kg vừa nha. Ông 29 cho chị Tường Vi. 15 16 kg vừa. Ba lỗ bé trai 30 kg nha chị ơi. Có. Mà ông hết không? Ông còn. Nè. 29.000 thôi. Không cho chịu bình ít thôi. Có mấy chị, có bé trai ba lỗ nhiều lắm luôn. Mấy chị muốn lên gì nói em lên, tại khách đang ít á, thì em lên theo đi cậu cho mấy chị ra, tí nữa khách đông này phải lên theo riêng. Rồi size này 15 16 kg vừa mấy chị nha, tại vì bé trai em là không ai chốt nên nó khi lên bé trai. 15 16 kg vừa, vàng 39.000. Vàng 39.000 hả? Ông hết rồi. Ông hết rồi mấy chị ơi, ông hết rồi nha. Nhưng còn cái thơm á mà không biết đâu. Rồi mã này mấy chị cho em mã vàng nha, vàng 39.000 luôn, size 15 16 kg vừa vàng. Vàng có 25 9 chị. Ở không chị. Rồi size này là cái này thiết kế mấy chị nha, size này là 10 giờ. Size này 15 16 kg vừa cho okay, em nha. Chị bị ít tay nha. 15 16 kg vừa cho em mấy chị nha, đây 15. Chị đâu, sao đi giao hàng tiếp, giao hàng nhanh nha mấy chị ơi, chú ý coi giao hàng nhanh. Mấy chị ơi bây giờ ai em nói thật mấy chị ai cũng cho kiểm hàng, thật sự là em có báo đơn cho mấy chị là em cũng đã có chụp hình qua, mấy chị cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em. Là đúng hàng của mình thì mình nhận mấy chị nha, chứ không có lừa đảo gì đâu, mấy chị cứ nhận hàng giúp em, mấy chị gửi cho mấy chị xem rồi đúng hàng của bên em là đúng hàng mấy chị đặt mấy chị nhận giúp em nha. Đó
Thì em đổi qua bên giao hàng nhanh lại với mấy chị. Rồi đây nha, size này 16-17kg vừa. Cái mã thiết kế 39 ngàn nè mấy chị ơi. Thiết kế 39 nha, đây nè. Thiết kế 39 giùm em nha. Ai chốt thiết kế lên thiết kế ẩn. Mấy thật mấy chị, cái mặt mấy mẫu này đẹp rồi luôn á. Thiết kế 39 giùm em nha. Size này 15-16kg vừa nha thiết kế. Thiết kế. Rồi bộ pyjama mấy chị nha, bộ pyjama giùm em luôn. Size này là 10kg vừa nha, đây. Trai gái đều mặc được nha, đây. Size này 9-10kg vừa, con gấu này là con gấu thật luôn mấy chị nha, con gấu theo thật luôn á. Túi cũng là túi thật luôn. Rồi pyjama giúp em 49.000 đây. Pyjama giùm em nha, size này 9-10kg vừa nha. Rồi ai chốt pyjama lên pyjama giùm em. Ngốn đó hả chị? Ngốn đó không biết nữa. Bộ giống vàng 25kg là bây giờ là em uống hết quá chị ơi. Tại biết hậu ổ đó em có xe nhí thôi chị. Biết hậu đó em có xe nhí không có xe đại á. Đây nè ông còn nè tí. Ông này em còn 8kg mấy chị nha, 8-9kg nha. Rồi ai chốt ông lên ông giùm em luôn nè mấy chị, 29.000 ông. Ông nha, 8-9kg vừa thôi nha. Đây rồi ai chốt ông lên ông giùm em luôn, 29.000 mã ông. Xe nhỏ hơn sao nãy nha, cái này 8-9kg thôi mấy chị ơi. Rồi ai chốt ông lên ông nha ông. Rồi mã này size này là 8 nha, 8-10kg vừa cho em nha. Giờ cho em dây cam luôn, 8-10kg vừa dây cam 35.000 luôn đấy mấy chị ơi. 8-9kg vừa nha, dây cam 35. Ai chốt dây cam nè em, dây cam nha 35.000 đẹp lắm mấy chị. Dây cam 35 nhìn em nha, cho em dây cam. Dây cam, dây cam. Đấy, ba ông hết nè, chị cho ít bơi ơi. Cho ít bơi, nãy có không mà. Không, chị chưa bịt ít bơi. À, chị cho ít bơi em còn cái 8kg rồi được không, đúng không ta? Chị mới đọc, chị mới comment lên hả? Ừ. Rồi, đây. Đúng không? Không comment lên, ông với chị cho ít, ông cho ít bơi. Rồi, size này 8-10kg vừa cho em dài luôn. 8-10kg vừa nha, dài 39, cho em hãy dài 39 nha. 8-10kg vừa nha, dài 39.000 luôn mấy chị. Dài 39. Dài 39 giùm em nha. Body mấy chị ơi, size này là 14 nha, 14-15kg vừa cho em nha, cái đầm body nha. Rồi sale mấy chị luôn 49.000, ai chốt body lên body giùm em, vải đẹp đó mấy chị, đó là hàng chính phẩm thật sự luôn á. Em dám cam đâu nha mấy chị, là vải này đúng thật sự quá đẹp luôn, hàng chính phẩm nha đây nè. Size này 13-14kg vừa nha, rồi ai chốt body lên body giùm em, ở đây sống eo nè mấy chị, ngoài sao là có bụng gây luôn nha. Rồi ai chốt body lên body giùm em, size này 13-14kg vừa, body 49.000. Mã body. Rồi cái này là size này 20. Có đồ dài mấy trang nha chị ơi. Nó dài bao nhiêu ký? Tại dài mấy trang bao nhiêu ký chị ơi? Nó dài mấy trang có rồi. Mình chơi đi. Ờ, size này là 17-18kg vừa cho em nha. Giờ cái mã này mã số 7 luôn mấy chị. 17-18kg vừa nha, mã số 7 nha, 39.000 cho em mã số 7 nha, đẹp cho mấy chị xếp váy hai chi tiết luôn nha. 17-18kg vừa cho em mã số 7 nha, 39.000. Mã 7. Mã 7 giùm em nha. Nó chặt quá ta. Mã 7. Anh nó chặt quá nè. Ờ. Bên đây nè. Rồi ơi, bộ gì ơi, ừ mấy chị kẹp đẹp quá mấy chị ơi. 17-18kg vừa luôn, cái mã này mã dương luôn. Mã dương luôn nha, 17-18kg vừa cái mã dương luôn, 39.000 đẹp quá mấy chị ha đây. 39.000 nha, ơ cưng quá mấy chị, bộ ngốn rồi. 17-18kg vừa nha, cho em mã này. 39.000. Mã này mã dương giùm em nha, số 17-18kg vừa nè mấy chị ơi. Cho em mã dương.
Chốt em mã Dương giùm em nha. Rồi bộ này luôn trai gái đều mặc được mấy chị nha. Size này là 10kg vừa cho em nha. Đây size này là 10-12kg vừa. Rồi cho em mã này mã 19 nha mấy chị ơi. Mã 19 nha đây. 10-12kg vừa nha. Mã 19 giùm em luôn. Ai chốt 19 là 19 nha. 19. À có. Mấy chị cũng lên tay dài ha mấy chị. Bé trai hả? Bé trai giờ em còn hàng thông thôi với chị, hàng thông thôi. Em chị xung quanh em coi có gì. Giờ size này là 17-18kg vừa luôn nha. Giờ cho em mã này mã vàng luôn. 17-18kg vừa luôn nha. Vàng 39 ngàn. Ở mấy chị muối bầu rồi lời hết biết bao nhiêu luôn ở đây nè. Đó 17-18kg vừa luôn nha. Rồi ai chốt vàng lên vàng giùm em luôn. 39 ngàn mã vàng. Nó sao toàn 17-18kg không đó chị ơi. Này là cái gì vậy? Rồi cái này em còn size 13 nha. 13-14kg vừa cho em. 12-14kg vừa cho em. Chốt em mã này mã số 5 luôn. Mã số 5 mấy chị nha. 12-14kg vừa cho em nha. Mã số 5 luôn. Hình con mèo nè mấy chị. Mã số 5 nha. Rồi 59.000 luôn. Ai chốt mã 5 lên mã 5 giùm em nha. 59.000 mã 5. 59.000 giùm em luôn á mấy chị. Thấy xe xuống 20.000. Mã 5 nha. Rồi thơm á nè mấy chị. Hồi nãy ai chưa có dâu lên dâu nè mấy chị ơi. Dâu nè, dâu 29.000. Đây nè mấy chị ơi, size này là 9-10kg. 10-11kg vừa cho em nha. Giờ ai chốt dâu lên dâu giùm em 29.000 luôn. Đây. 10-11kg vừa nha. Giờ chị nào chốt dâu lên dâu giùm em luôn, mã dâu 29.000. Giống cái ông hồi nãy đó mấy chị, giống con ông á. Cái này là dâu 29.000. Dâu 29 thì chị cho ít bơi. Dâu 29. 8kg vừa cho em hồng 29 luôn. 8kg vừa nha, cho em hồng 29 chị ơi, đẹp quá. 8kg vừa nha, hồng 29 giùm em luôn. Hồng 29. Dâu nào đó? Còn dâu hết rồi, đó. Hết có cái dâu rồi. Ơi còn cho móc con cái tí. Má vàng là cái gì vậy? Má vàng, vàng 39 luôn. Tí còn cho móc con cái tí. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Còn 1 kg không? Cái này 8, 8-9 kg rồi. Chị tưởng vi dâu 8 mấy ký. Cái dâu nãy mấy ký? Cái dâu nãy là 11 ký á. Vàng đã nào đâu? Vàng đã này nè, 39 ngàn. Vàng cho chị Nga Lê. Đây cái này em còn cái nè mấy chị. Cái này em còn cái 8 ký nha. 89 ký vừa nha. Rồi ai chốt rơi này lên là dâu 2 đi mấy chị ơi. Dâu 2 nha. Đây dâu 2 nè. Size nhí nhí thôi mấy chị ơi. 89 ký vừa thôi nha đó. 89 ký thôi. Chị nào có size thì lấy nha mấy chị nha. Đây còn cái 89 ký thôi. Rồi mã này luôn mấy chị ơi. Mã này nha. 8 ký vừa cho em hồng nha. Hồng 35.000 luôn. 8kg vừa nha, hồng 35.000. Ai chốt hồng lên hồng em 35.000 nha mấy chị. Đẹp chưa, tay cánh tiên nè mấy chị ơi. Hồng nha 35.000. Đó hồng 35. Chị nào chốt hồng lên hồng em hồng 35.000. Hồng 35, hồng 35 mấy chị ơi. Mười bảy, mười tám ký vừa nha. Tay ngắn quần dài màu này là trai gái mặc được không? Đúng rồi chị, dâu vải thun nha chị ơi. Thun hơi thun. Nó là cái gì mấy chị, nó mát đó mấy chị. Vải nhưng cái là vải nó thóng lắm. Nó vải gì đó em cũng biết đó mấy chị đây nè. Đây đem đưa cho mấy chị xem rồi đó. Cái vải của nó vải này nè. Em không biết vải nó vải gì nữa. Nói chung là 29 ngàn mấy chị. Thấy em chưa mua được ly trà sữa mình uống đó. Cái đó em nói thật luôn á. Giờ ai chốt dâu lên dâu nha mấy chị nha. Dâu em còn 7-8kg thôi chị nè. Giờ size này 17-18kg vừa nha. Chú em mã này mã gấu luôn. Trai gái mặc được mấy chị nha. Giờ gấu tay ngắn quần dài luôn. Em sell mấy chị luôn 39.000 đây. Gấu nè mấy chị cưng lắm cái quần nè. Cái quần là in chữ luôn nha. Đó giờ ai chốt gấu lên gấu 17-18kg vừa. Gấu cho em luôn 39.000 mã gấu. Gấu giùm em nha 39.000. Gấu gấu
trời. Rồi. 39 nghĩ nghĩ trời. Rồi chị Minh ăn. 17 18 kg vừa nha. Vậy. 39 nè. Ừ, dâu 29. Em nói thật luôn, 29 nha mấy chị nghĩ bây giờ. Ok chị Tường Vy nha. Rồi 17 18 kg vừa luôn nè. Chốt em mã này mã vàng luôn mấy chị. Ơ mã này mã dài cho mấy chị. 17 18 kg vừa nha. Dài giùm em luôn. Rồi xem mấy chị luôn 39 nha. Dài nha mấy chị nha. 17 18 kg vừa. Ủa 16 17 kg vừa. 16 17 kg vừa nha. Chốt em vàng dài luôn. Dài 39 nha cái mã dài. 16 17 kg vừa giùm em nha. Dài 39. Rồi cát sơn mi nè mấy chị ơi, cát sơn mi nha, size này 20 21 kg vừa cho em nha. Rồi xem mấy chị luôn 29.000 đi. Sơ mi 29 nha. Size này 20 21 kg vừa nha, sơ mi 29 luôn. Ai cho mã sơ mi 29. Sơ mi 29 giùm em mấy tình yêu nha. Sơ mi 29. Rồi cái đầm lanh mấy chị ơi, chợ vải lanh nó mát ghê, gỡ ra gỡ trên đùi nó mát rồi mấy chị. Rồi size này 20 22 kg vừa nha. Comment mã này mã lanh nha, giờ tặng mấy chị luôn 19.000. Lanh 19.000 giùm em mấy chị nha, size này 20 22 kg vừa nha, lanh 19.000 luôn. Ở vải mát ghê với mấy chị. Mấy người lớn hay kiếm mấy cái vải lanh người ta mặc lắm mấy chị, nó mát hay sao á. Lanh nha, lanh 19.000. Rồi size này là 8 đến 10 kg vừa nha. Cái mã số 4 luôn 39.000. Mã số 4 mấy chị nha, 39.000 luôn. 8 đến 10 kg vừa nha. Mã số 4. 8 đến 10 kg vừa mã 4 giùm em 39.000. Mã lanh. Mã lanh 19. Lanh cho chị Bảo Ngọc. 19 hả? Rồi bộ dây mấy chị ơi, bộ dây lanh nha. Lanh cho chị Bảo Ngọc nha chị ơi. Ai bộ dây mấy chị nha, size này là giờ 10-11 kg vừa cho em nha. Giờ cho em mã này mã dây luôn 39.000, 11 kg vừa nha, dây 39 luôn. 11 kg vừa giùm em nha, dây 39, không, 9 đến 10 kg vừa. 9 đến 10 kg vừa mấy chị nha, dây 39. Dây 39 giùm em rồi. Size này 14-15 ơ. Size này 15 16 kg vừa mấy chị nha. Chốt em mã này mã số 6 luôn, 39.000, tay ngắn quần dài nha, mã 6. Tay ngắn quần dài nha. Size này 15 16 kg vừa nha, mã số 6 giùm em luôn 39.000, đẹp lắm mấy chị ơi, áo rất ray nha, kèm cái quần nè. Rồi chị nào chốt mã 6 lên mã 6 giùm em 39.000. Mã số 6 nha, 39.000 mã 6. Mười sáu 17 kg vừa nha. Chú em mã này mã đỏ luôn mấy chị ơi, đỏ 39.000 bộ dài nha. 16 17 kg vừa nha. Ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em luôn, phối quần xám thì mấy chị. Rồi đỏ nha, chị nào chốt đỏ lên đỏ 39.000. Ừ dày lắm luôn á mấy chị. 39.000 cả ăn dữ với uống gì vậy? Ừ tiền không mà ăn dữ vậy. Mã 6 nha mấy chị nha, 6. Rồi size này là 13 nha. 12 13 kg vừa cho em. Chốt em mã này mã tím luôn 39.000. Ừ đẹp mấy chị, áo babydoll nha, kèm cái quần ngố cho em luôn, cưng luôn 39.000 mã tím nha. Size này 12 13 kg vừa nha, tím 39. 13 14 kg vừa mấy chị ơi, tím nha, tím 39 giùm em luôn. Chị nào chốt tím lên tím giùm em. Thấy gì? Tím 39 nha mấy chị nha, tím 39. Rồi size này 15 16 kg vừa, cho em mã này mã cô gái nha. 15 16 kg vừa cô gái 59.000 nè. Mã sao nè mấy chị. Cô gái giùm em 59 nha, cái quần là quần cầu vồng luôn đó mấy chị ơi, cưng ha. Rồi ai chốt cô gái luôn cô gái nha, size này 15 16 kg vừa cô gái. Tím 59.000 cô gái, tím 39.000. Tím là chị Kiều Oanh. Tím là chị Kiều Oanh. Ừ mấy chị, mấy cái đầm này quá xuất sắc luôn, có thiệt luôn á mấy chị. Chị nào không chốt mấy cái này là quá đáng tiếc không. Quá đáng tiếc luôn nha mấy chị nha. Size này là 9 đến 10 kg vừa cho em, 8 đến 10 kg vừa mấy chị nha. Có size này mấy chị hốt với như chị Tường Vy được rồi.
Nó là hàng Rara chính phẩm á chị, chắc vải đẹp lắm luôn. Đây đằng trước nè mấy chị, đằng trước nha, đằng sau giùm em nè. Cái kiểu nó đẹp lắm mấy chị, cả cái phơm của nó phồng lắm luôn đó. Rồi em xem chị 49.000, ai chốt mã này lên mã váy 49 giùm em nha. Đây nè, nói thật luôn, đảm bảo với cái váy này không đẹp cho trả lại mấy chị. Đó cái tiền đó, váy nha mấy chị nha, cho em váy 49 luôn thiệt. Mấy chị có size đó lên lấy cái váy đó đi mấy chị, đẹp lắm. Rồi size này 28 nha, 28 đến 30kg vừa cho em nha. Chốt em mã này mã số mon, mã mon luôn, 28 đến 30kg vừa nha. Chị nào chốt mon lên mon giùm em nha, 59.000 mã mon cái quần luôn mấy chị. Mon nha, chị nào chốt mon lên mon giùm em, đẹp quá. Mon nha, mon 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 59.000. Rồi bò này size này 14, 15, 16kg vừa luôn. Rồi bò luôn 49.000 bò. Bò nha mấy chị nha, cho em bò 49 nha, 15, 16kg vừa nha. Cho em mã bò 49, 15, 16kg vừa, bò 49 giùm em luôn mã bò. Rồi size này là 14 nha, 14, 15kg vừa, cho em mã tím luôn. 14-15kg vừa nha, tím em tay cánh tiên nè mấy chị, tím em 39.000 nha, 14-15kg vừa, tím 39. Cưng quá mấy chị. Tím 39 giùm em nha, chị nào chốt tím lên tím 39. Cái gì vậy? Tím 39 giùm em mấy chị. Size này là 30 đến 35kg vừa giùm em nha. Ai chốt bi lên bi giùm em mấy chị, đẹp quá, hàng chứng phẩm nha. Đây nè, bi nha, 30 đến 35kg vừa. Tím 39 là chị Tina. 30 đến 35kg vừa giùm em mấy chị nha. Ai chốt vàng lên vàng, rồi sale 59 thì luôn. Ờ đẹp lắm mấy chị, vải đúng xịn sò luôn á. Dây 39. Dây 39. Dây đã gì á mấy chị? Dây 39 ca. Đây nè, đây nhỏ có mã dây nè. Dây 39k cho chị Tina. Rồi mấy chị chốt em mã này mã vàng mấy chị nha, vàng nha, size 30 đến 35kg vừa nha, vàng giùm em luôn đây nè mấy chị. Vàng nha mấy chị nha, ai chốt vàng lên vàng giùm em luôn mã vàng, 59.000 luôn. Cái bộ đồ thích sắc quá mấy chị. Cái bộ đồ xong cứ đưa nè. Bộ đồ áo dưới nó cứ đưa trong thôi. Rồi size này 12 nha, 12, 13kg vừa cho em luôn. Chốt em mã này mã số 3 luôn, 11-12kg vừa nha, mã số 3 giùm em, 11-12kg vừa nha, mã 3 luôn mấy chị ơi, mã 3 nha, 39.000 đây cái quần nè. Mã 3 giùm em nha, 39.000 mã 3. Mã 3 39. Rồi cái này là bộ thể thao mấy chị nha, đây size này 8kg vừa, rồi hồng 29.000. 8kg vừa nha, cho em hồng 29 luôn cho 5 miếng nha. Mã hồng 29. Mã 539 là gì trời? Mã 5 gì? Mã 3, mã 3 ha. Mã 539, tắt lên tắt lên. Mã gì? Mấy chị ơi, mã 5 là mã gì chị? Mã 5 là mã gì? Mã 3. Mã này đúng không chị? Mã nào? Mã này mã 3 giùm em nha. Gì? Đó là hả? Ôi mã nào á chị, nói là giùm em mấy chị ơi. Ơ chị, mấy chị ơi, mấy chị vô lại giúp em nha. Em tắt cái em vô, em lên lại nha mấy chị nha. Tại em đổ qua wifi khác cái mấy chị. Mấy chị ơi, em tắt nha. Vậy mấy chị vô lại liền giùm em luôn nha. Em vô lại liền luôn rồi. Rồi em tắt mấy chị nha, em vô lại liền. Rồi mấy chị vô lại giùm em nha mấy chị nha. Rồi em cảm ơn mấy chị nhiều.